Xin chào các bạn đã tới tham dự hội thảo du học Mỹ trực tuyến của IDP ngày hôm nay với chủ đề Cơ hội du học và làm việc theo chương trình thực tập. Chương trình sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Xin mời chị Khoa Nguyễn, chuyên viên tư vấn IDP, sẽ bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin mời chị. Chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đến với chương trình hội thảo du học Mỹ trực tuyến, chủ đề cơ hội du học và làm việc theo chương trình thực tập. Em xin tự giới thiệu, em là Khoa Nguyễn, chuyên viên tư vấn du học tại IDP. Đồng hành cùng em hôm nay đã có chị An Huỳnh, chuyên viên tư vấn của IDP và chị Thanh Nguyễn, đại diện của trường đại học University of Cincinnati. Trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của buổi hội thảo, em xin giới thiệu đôi nét về IDP Education. IDP là chuyên gia tư vấn du học quốc tế với kinh nghiệm tư vấn trên 50 năm tại các quốc gia trên thế giới. Hiện tại IDP đã có hơn 100 văn phòng tại 32 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, IDP đã có tuổi đời trên 25 năm tuổi với các 77 văn phòng trải dài từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Nha Trang. Hiện tại IDP cũng đang mở thêm các văn phòng tại các thành phố Hải Phòng, Vinh và Nha Trang. Ngoài du học, IDP còn là trung tâm tổ chức kỳ thi IELTS số 1 tại Việt Nam với nhiều chương trình hỗ trợ thí sinh dự thi IELTS đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra, IDP còn đồng hành hệ thống Anh ngữ, học thuật và luyện thi chất lượng cao ACES với đội ngũ giảng viên nước ngoài nhiều kinh nghiệm và chuyên môn. Ngoài ra, IDP đang sở hữu cổng thông tin du học lớn nhất Việt Nam, hotscore.vn. Đây là trang thông tin các bạn có thể tra cứu thông tin về đất nước du học, ngành nghề du học và khóa học phù hợp với mình nhé. Vậy thì những hỗ trợ của IDP là gì? Tất cả dịch vụ tư vấn của IDP là hoàn toàn miễn phí. IDP tận tình hướng dẫn các bạn tư vấn chọn nước, chọn trường, chọn ngành nghề và chọn khóa học phù hợp. Hỗ trợ các bạn nộp đơn nhập học, nộp hồ sơ xin học bổng, hồ sơ xin visa và trả lời phỏng vấn du học. Các dịch vụ hỗ trợ đưa đón sân bay, nhà ở, bảo hiểm, y tế và đóng tiền qua các trường bên nước ngoài. IDP hiện là đơn vị tuyển sinh du học lớn nhất trên thế giới với đối tác hơn 1.000 cơ sở giáo dục uy tín. IDP điều phối nhiều học bổng có giá trị và tỷ lệ visa hiện nay của IDP là 95%. Hiện tại, IDP đã cho ra đời ứng dụng du học độc đáo IDP Live. Các bạn nhanh chóng tải về trên app điện thoại của mình ứng dụng IDP Live để các bạn có thể tra cứu những thông tin du học về quốc gia du học, ngành nghề và khóa học phù hợp với mình nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tra cứu hành trình hồ sơ của các bạn thông qua ứng dụng IDP Live. Và đây là các địa chỉ văn phòng của IDP trên toàn quốc. Các bạn có thể đến bất cứ văn phòng nào tại IDP gần mình nhất. Và ngoài ra, các bạn đừng quên số hotline của IDP là 1900 6955. Các bạn có thể gọi đến hotline để được hỗ trợ nhanh nhất ạ. Phần thông tin về IDP em đã trình bày qua. Và sau đây chúng ta sẽ đi đến nội dung chính của chương trình. Chị Thanh Nguyễn đến từ trường Đại học University of Cincinnati sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về cái nội dung của chương trình hôm nay ạ. Xin mời chị Thanh Nguyễn ạ. Chào mừng tất cả các bạn đã đến tham dự buổi hội thảo online sáng hôm nay. Cảm ơn văn phòng IDP đã hỗ trợ cho UC để thực hiện cái chương trình ngày hôm nay. Thì trước khi mình vào phần chính thì cũng thông tin chút xíu là IDP là đối tác chiến lược toàn cầu của UC. Tại tất cả các nước trên thế giới mà IDP có văn phòng thì đều hỗ trợ cho UC tuyển sinh. Thành ra là một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều và đã giúp cho UC có những mùa tuyển sinh rực rỡ tại Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu các phần chương trình của chúng ta nha. Xin lỗi các bạn đợi chị chút xíu nha. Xin giới thiệu Thanh là Đà là tên là Thanh Nguyễn, là đại diện của trường Đại học Cincinnati, University of Cincinnati tại Việt Nam. Thì không biết mọi người có nhìn thấy cái sharing của mình chưa ạ? Dạ, thấy Thanh nha. Rồi mọi người thấy hết rồi ha. Rồi ok. Thì
University of Cincinnati là trường đại học, một trong số các trường, một trong số ít các trường đại học lớn tại Mỹ và nằm ngay thành phố. Thì trước khi mình vào mình tìm hiểu trường thì mình sẽ giới thiệu chút xíu, mình sẽ giới thiệu chút xíu với các quý vị phụ huynh với các bạn thông tin về thành phố ha. Thì thành phố Cincinnati này hiện tại là top 15 thành phố đáng sống ở Mỹ và là top 5 thành phố có mức chi tiêu hợp lý nhất tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, thành phố này còn có rất là nhiều các cái công ty, các cái công ty mà thuộc top 500 Fortune của các bạn xếp hạng về doanh nghiệp của Mỹ á. Họ xếp hạng có hơn 400 tập đoàn công ty ha. Thì nhưng mà trong số 400 tập đoàn công ty đó thì có 9 công ty họ có gọi là mình có gọi là đại bản doanh ở ngay tại thành phố Cincinnati. Thì trong đó có tập đoàn Procter & Gamble là tập đoàn P&G á, mà mình hay quen là dầu gội đầu rồi đó. Thì tập đoàn này họ được khai sinh và họ được hình thành và phát triển từ thành phố Cincinnati. Ở tại đây có cả một cái viện bảo tàng của tập đoàn P&G ở đây luôn. Thì nói như vậy để cho các bạn biết là thành phố này là nơi, là một cái thành phố mặc dù là mình thấy nhiều người thì lại không biết Cincinnati nằm đâu, nhưng mà thành phố này lại là thành phố có nơi có khai sinh ra nhiều các cái công ty hàng đầu. Ví dụ như các bạn biết đại siêu thị Kroger ở Mỹ là cũng được khai sinh từ thành phố Cincinnati và cũng có headquarter ngay tại thành phố Cincinnati. Bên cạnh đó thì có các cái ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ họ cũng có đại bản doanh ở ngay tại thành phố Cincinnati, nhưng mà đương nhiên các ngân hàng đó thì họ không nổi tiếng, thành ra họ không kiểu mình không nghe nhiều nên thành ra mình không biết, nhưng mà cái hệ thống ngân hàng của họ rất là rộng ở Mỹ. Bên cạnh đó thì thành phố này, thành phố Cincinnati còn là thành phố lớn thứ 64 của Hoa Kỳ và là thành phố chuẩn đô thị của Hoa Kỳ, và đồng thời nếu mà mình tính theo ở đơn vị bang đó thì đây là thành phố lớn thứ 3 của bang Ohio. Nói như vậy để cho quý vị phụ huynh và các bạn có thể hình dung là trường đại học Cincinnati nằm cạnh một cái thành phố và thành phố này là thành phố chuẩn đô thị của Hoa Kỳ. Việc này nó sẽ cho chúng ta có những cái trải nghiệm nó mang tính gọi là hiện đại, thực tế, và nó hình thành nên những cái suy nghĩ nó gọi là nó rất là hiện đại khi mà mình học ở Mỹ. Đối với các bạn mà chọn học các lĩnh vực về ví dụ như về tài chính nè, về kinh doanh, về lĩnh vực business nói chung, hoặc nếu mà các bạn chọn học về các ngành khoa học, về công nghệ, thì ở khu vực thành phố Cincinnati này là ở giống như là mình kiểu giống như mình ở bốn hướng của thành phố á, thì mình sẽ có các khu công nghiệp. Giống như ở thành phố Hồ Chí Minh mình có các khu công nghiệp ở bốn hướng vậy đó. Ví dụ như giống như khu công nghiệp cao, công nghệ cao ở quận 9, thì ở thành phố Cincinnati này ở bốn hướng của nó thì nó cũng sẽ có các cái khu công nghiệp. Ở đó nó sẽ có các cái tập đoàn lớn, họ có cái cơ sở, nhà máy các kiểu ở đó, để cho chúng ta có thể là các bạn có thể tham gia một số các cái chương trình thực tế. Là cái phần tiếp theo nữa là chút xíu nữa Thanh sẽ giới thiệu về UC thì mọi người sẽ biết đó là cái gì. Và đây là cái bản đồ để cho mình có thể hình dung ra từ UC mình đi các nơi ha. Thì ngay tại thành phố Cincinnati này đã có một cái sân bay gọi là sân bay Cincinnati. Thì cái sân bay này khi mà các bạn sinh viên mình tới đây thì mình sẽ từ sân bay đó mình về trường thì nó sẽ mất khoảng có 15 phút đi xe thôi. Và luôn luôn có một cái trạm support để mà hỗ trợ miễn phí cho sinh viên của UC. Các bạn chỉ cần lên điền cái mã đăng ký vào cái form và điền cái mã thông tin của trường là các bạn sẽ được miễn phí đi từ sân bay về trường. Và ở đây mình cũng đưa ra một số cái thông tin để cho mọi người có thể hình dung ra từ UC mình đi các nơi cái khoảng cách nó như thế nào ha. Rồi thì một số cái thông tin về xếp hạng về trường ha. Thì nếu như mà xếp hạng về toàn cầu mà theo bảng US News á, thì UC là top 200. Còn nếu mà xếp hạng ở trong nước á, thì UC là top 150. Còn nếu mà trong hệ thống mà public school á, thì trường công á, thì UC cũng là top nằm khoảng top 100. Ngoài ra thì UC có rất là nhiều chương trình đào tạo, ví dụ như là khoa engineering của UC cũng nằm top 100 nè. Business cũng nằm top 100. Khoa về IT là thuộc top 150. Còn nếu mà các bạn là thích học về kiến trúc thiết kế thì UC nằm trong top 20 ở Mỹ. Hiện tại con số mà sinh viên tại trường nó đã lên hơn 46.000 sinh viên rồi. Cái này con số này cũ thôi, mình chưa có kịp cập nhật. Thì con số hiện tại là hơn 46.000 sinh viên. Tuy nhiên sinh viên quốc tế của mình nó vẫn chỉ dừng lại ở con số là khoảng 3.700 mấy sinh viên. Nói chung là nó chưa có được 10% sinh viên của trường. Tuy nhiên tại UC có một bộ phận phát triển nghề nghiệp cũng như là một cái bộ phận sinh viên quốc tế hỗ trợ cho sinh viên quốc tế rất là tốt.
để mà làm sao hỗ trợ cho các bạn có thể hòa nhập vào cái môi trường làm việc, môi trường làm sao mà để cho các bạn hỗ trợ cho các bạn sinh viên quốc tế mình có thể là có được những cái hợp lệ, những cái thủ tục hợp lệ để mà các bạn có thể tham gia vào những cái chương trình thực tế ngay tại trong trường. Ví dụ như một chút xíu chúng ta sẽ nói về một cái chương trình rất là hot tại UC, hay là một cái gọi là mình có thể gọi là cái sức hút của UC, đó là chương trình co-op. Thì xin lỗi quý vị phụ huynh và các bạn, là nãy giờ Thanh quên giới thiệu với mọi người là UC là trường đại học công lập ở Hoa Kỳ, có nghĩa là Public National University. Dạ xin lỗi, quên cái phần đó. Thì trường thành lập vào năm 1819, đến hôm nay là hơn 200 tuổi rồi. Thì trường hiện tại đào tạo hơn 11 khoa. Thì mình ở đây mình đừng có thấy college đó, mình nghĩ là trường là cao đẳng nha. Có nghĩa là college đó là những cái trường nhỏ, nó nằm trong một cái university lớn. Và 11 khoa của UC nó có bao gồm luôn cả trường UC có hệ thống trường y. Trường y của UC là cũng hơn 200 tuổi rồi. Trường dược và trường luật. Và UC có cả trường nursing nữa. Thì đây là hệ thống các trường professional bên cạnh các trường mà các cái khoa mà cơ bản, ví dụ như khoa business nè, khoa kiến trúc thiết kế, khoa engineering, khoa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn, các cái khoa về dạy về giáo dục, về con người, và đặc biệt UC còn có cả khoa âm nhạc nữa. Thì như vậy để cho mọi người có thể hình dung là tại vì do là University of Cincinnati được xây dựng lên từ năm 1819 và mục đích là đào tạo nguồn nhân lực để phát triển cho thành phố, nên thành ra ở đây họ sẽ tập hợp hết tất cả những cái gì mà nhu cầu một thành phố có thể có để mà có các cái ngành nghề để đào tạo. Thì một cái thông tin nữa mà mình cần lưu ý đó là cái tỷ lệ của một giảng viên trên một lớp đó, nó là bao nhiêu, có nghĩa là sĩ số một lớp. Ở một lớp thì ở UC thì trung bình là 16 bạn. Thường thì riêng đối với các khoa mà các bạn học mà kiến trúc thiết kế đó, thì một lớp của mình chỉ có 12 bạn thôi, chỉ có 12 bạn trên một lớp. Còn lại các khoa khác thì nó dao động khoảng 14, 15, 16. Thì trường sẽ lấy trung bình chung là 16 trên một lớp. Và mục đích như vậy là để chi? Để tăng cái sự tương tác của giảng viên với học sinh. Thì mình thấy là ở một cái size trường mà 40 mấy ngàn, gần 46, hơn 46 ngàn sinh viên, mà cái số lượng mà giảng viên trên một lớp như vậy, có nghĩa là sĩ số lớp như vậy rất là thấp ha. Và ở đây là có một cái con số mà mới cập nhật, đó là cái thông tin mà phụ huynh và các bạn khi mà tìm hiểu các trường ở Mỹ thì mọi người rất là quan tâm tới một cái sĩ số đó, một cái chỉ số, đó là cái chỉ số gọi là giống như là cái chỉ số mà mình giữ chân sinh viên á, chỉ số mà trường làm thế nào để giữ chân sinh viên. Thì mình cũng biết, phụ huynh và các bạn xin cũng biết là việc mà mình học ở các nước phương Tây hay là các nước phát triển như Mỹ á, thì cái việc mà một trường họ phải thay đổi liên tục để họ có tỷ lệ giữ chân sinh viên, đó là một cái rất là khó. Nhưng mà cái tỷ lệ giữ chân sinh viên của UC nó hơn 83%. Đây là một trong những cái con số mà thật sự là đối với một cái trường mà có size lớn như UC, đó là một cái con số rất là đáng ước mơ, rất là đáng mong chờ của rất là nhiều trường. Thì qua hơn 200 năm là UC thay đổi liên tục, có nghĩa là thay đổi ngày một tốt hơn, thay đổi về cơ sở vật chất, thay đổi về chương trình đào tạo, thay đổi về những cái hoạt động hỗ trợ sinh viên để làm sao để tăng cái mức độ cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sau khi tốt nghiệp. Thật sự ra đối với UC á, là khi mà một bạn nào mà các bạn muốn tìm đến một trường, thứ nhất là lựa chọn của các bạn là học một trường public MU. Cái thứ hai đó là các bạn muốn tìm đến một cái môi trường học tập rất là năng động, có nghĩa là trong quá trình các bạn học, các bạn sẽ định hướng được các bạn làm gì luôn. Đó, thì các bạn không có phải là mình không phải học một cách hàm thuộc, mình không phải học mà Thanh hay gọi là học academic, có nghĩa là mình học một cách gọi là nó mang tính học thuật nhiều quá. Đương nhiên là trong quá trình học nó cũng phải có xen kẽ những cái gì đó nó rất là thực tế, nhưng mà thực tế này là nó bên ngoài lớp học và nó có thể là nó bên ngoài trường luôn, nó mang đến những cái thực tế rất là cao cho mình đó. Thì các bạn có thể là lựa chọn UC, và tại vì UC là định hướng là như vậy, có nghĩa là giúp cho các bạn trong quá trình các bạn học, các bạn sẽ định hướng được cơ hội nghề nghiệp. Còn kiểu như các bạn nói sao mà chị nói cái trường này đi học mà cứ bắt em đi làm các kiểu, thì kiểu em không thích đâu, như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng thời gian học này kia của em, thì các bạn, thì UC thật sự không phải là sự lựa chọn của các bạn đó. Nên thành ra là chúng ta sẽ thấy là mỗi một trường nó sẽ có một cái phong cách đào tạo riêng, và đối với UC thì họ định hướng các bạn là các bạn vào các bạn học thì ít nhất là sau khi các bạn tốt nghiệp, tại thời điểm các bạn tốt nghiệp, các bạn cũng có thể định hướng được một phần trước cái cơ hội nghề nghiệp của các bạn. Còn việc sau này các bạn có thay đổi, có cái gì hay không, thì cái đó là sẽ do những cái quá trong quá trình mình làm việc, khi mình trưởng thành hơn,
mình sẽ biết định hướng, nhưng mà tại thời điểm khi các bạn tốt nghiệp là chúng tôi sẽ cho thấy là các bạn có thể có được cái gì. Nên thật ra hồi nãy ở trong cái bảng mà ranking lúc hồi nãy Thanh vừa chiếu trước slide này, mọi người sẽ thấy là UC là top một trường mà có nghĩa là có tỷ lệ cái gì, tỷ suất sinh lợi, giống như mấy người mà đầu tư tài chính chứng khoán thì mọi người sẽ biết, đó là chỉ số ROI á. Có nghĩa là tỷ suất sinh lợi, có nghĩa là bạn đầu tư vào đây bạn học thì sau khi bạn ra trường bạn sẽ có cơ hội bạn lấy lại cái tỷ suất sinh lợi, nó rất là cao ha. Thành ra mọi người sẽ thấy là nó là một cái lợi ích rất là tốt cho sinh viên ha. Và đó cũng là lý do vì sao mà mọi người sẽ thấy là các con số này bây giờ hiện tại nó tăng lên gần 47.000 rồi, là tại vì xin lỗi là Thanh chưa cập nhật kịp. Thì nó là một cái sức hút của UC, cũng chia sẻ luôn cho quý vị phụ huynh và các bạn hiểu biết là một cái thông tin là mặc dù từ năm 2019 tới giờ là mình cũng 2019, 2020, 2021, 2022 cũng là khoảng 3 năm tình hình rất là căng, nhưng mà riêng đối với UC cái chỉ số này, chỉ số sinh viên mới tới trường nó tăng liên tục. Điều đó có nghĩa là gì? Và riêng với ở Việt Nam của mình thì các bạn cũng đến UC khá là đông luôn. Mặc dù thời điểm rất là khó khăn về các kiểu di chuyển, nhưng mà các bạn vẫn quyết định tới trường học. Điều đó chứng tỏ là những cái gì giá trị UC mang đến cho các bạn, nó là một cái cơ hội rất là tốt, và các bạn sẵn sàng tới trường để mà tham gia học tập để không bị lỡ. Đó, thành ra mọi người sẽ thấy đó là cái sức hút của UC. Thì nãy giờ chị Thanh nói nhiều quá, không biết cái hút là cái gì ha. Thì ở đây trên đây màn hình mình sẽ thấy sơ ở đây là mình sẽ có một cái gọi là thông tin chút xíu, mở màn chút xíu về cái chương trình co-op của UC. Thì co-op có nghĩa là cái gì, đơn giản lắm. Mình có thể hình dung là co-op có nghĩa là trong quá trình đi học mình sẽ có những học kỳ đi làm. Và những học kỳ đi làm đó nó sẽ được tính là co-op, mà co-op là theo cái chính sách dành cho sinh viên quốc tế thì co-op nó sẽ nằm trong cái giấy phép làm việc CDT trong quá trình mình đi học, và mình sẽ được làm bên ngoài trường. Và khi mình đi làm như vậy thì mình sẽ được trả lương. Đó, quan trọng là co-op là luôn luôn được trả lương. Ở đây mọi người sẽ thấy cái dòng là các bạn đi làm một năm và các bạn luôn luôn được trả lương trong các cái kỳ đó ha. Đây, thì ở tại UC á, mình có rất là nhiều chương trình học từ thực tế các bạn, không chỉ riêng co-op ha. Thì ở đây mình sẽ có rất là nhiều chương trình, ví dụ như co-op là một nè, internship là hai, research study abroad, các bạn cũng có thấy luôn cả có performance các kiểu nữa. Thì cái đó là nó sẽ tùy theo từng ngành học, tùy theo từng chương trình mà mình sẽ áp dụng cái chương trình thực tế nào vào cho các bạn. Ví dụ như các bạn nào mà học các nhóm ngành về biology, về chemistry, về nói chung là học về khoa học tự nhiên thì các bạn sẽ có chương trình academic internship hoặc là research. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn mà học các cái nhóm ngành mà về engineering nè, technology các kiểu thì các bạn sẽ có chương trình co-op ha. Thì bây giờ mình sẽ đi trọng tâm vào chương trình co-op là nhiều nhất, tại vì chương trình co-op là chương trình các bạn làm việc được hưởng lương ha. Thì ở đây là các bạn sẽ thấy nè, UC năm 2019 UC được chính thức công nhận là trường đại học đầu tiên trên thế giới khai sinh và đưa vào ứng dụng chương trình co-op từ năm 1906 tới giờ. Có nghĩa là khi mình UC tròn 200 tuổi á, nhưng mà thời điểm đó thì dịch nên thành ra là mình không có làm những cái hoạt động để mà quảng bá về phần đó. Thì cho tới hiện tại bây giờ UC là top 5 về co-op ở Mỹ, trên tính hết trên toàn thể 5.000 trường, hơn 5.000 trường ở bên Mỹ. Còn nếu về nhóm ngành mà trường công thì UC là top 1 về chương trình co-op và internship ha. Hiện tại bây giờ là sinh viên Việt Nam mình, đa phần các bạn đến Mỹ là các bạn đều lựa chọn UC là vì chương trình co-op. Thì ở đây chắc là cũng có các bạn, nhiều các bạn ở Đà Nẵng ha. Thì ở đây chị xin giới thiệu, đây là chị Quỳnh. Chị Quỳnh này là cựu sinh viên của trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Chị học ngành kỹ sư hóa. Ở trên này các bạn thấy là cái bộ đồ Quỳnh mặc đó là cái bộ đồ là khi mà Quỳnh làm co-op ngay tại tập đoàn PP. Tập đoàn PP là tập đoàn dầu khí của Mỹ, và đây là lần đầu tiên tập đoàn này hợp tác với UC khá là lâu rồi bên khoa engineering ha. Nhưng mà tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ tuyển nữ, tại vì ở bên đó các bạn biết là nữ mà làm engineering nó sẽ có rất là nhiều cái quan trọng, giống như kiểu như là nó sẽ có những cái đặc biệt, tại vì phụ nữ trong ngành engineering rất là ít. Nếu mà bạn nào mà học engineering ở Mỹ thì các bạn sẽ thấy trong khoa engineering họ có một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ dành riêng cho phái nữ đó. Thì lần đầu tiên họ tuyển nữ cho nhóm ngành này, và cũng đây là lần đầu tiên họ tuyển sinh viên quốc tế.
cho cái nhóm ngành nhóm ngành kỹ sư hóa ngay tại PP luôn. Đó, và họ chọn hai bạn, thì một bạn là Quỳnh là Việt Nam và một bạn nữa là một bạn nữ Ấn Độ. Thì đây là một trong những cái rất là gọi là hãnh diện của hội sinh viên Việt Nam mình bên đó. Sau đó thì sau khi Quỳnh kết thúc cái co-op ở đây thì Quỳnh apply vào một cái chương trình co-op ở tại tập đoàn Tesla ở bên mọi người, chắc mọi người biết Tesla ha, tập đoàn xe điện đó, Tesla. Thì sau đó là Quỳnh xong hai kỳ co-op đó thì Quỳnh tốt nghiệp vào ngày 29 tháng 4 vừa rồi năm 2022. Quỳnh là một trong bốn bạn Việt Nam mà tốt nghiệp trong cái nhóm Honor chuyên ngành Engineering cho năm nay. Và Quỳnh tốt nghiệp với điểm số là 4 chấm cộng. Mà các bạn biết học kỹ sư mà 4 chấm cộng có nghĩa là 10 điểm cộng đó. Thì đây là một trong những cái gọi là rất là hãnh diện của sinh viên Việt Nam mình, cộng đồng sinh viên Việt Nam bên trường. Thì đây cũng là năm đầu tiên mà Việt Nam mình có số lượng sinh viên tốt nghiệp Honor cao đến như vậy. Bình thường mỗi năm thì bên khoa Engineering chỉ được một hoặc hai bạn thôi, nhưng mà năm nay có tới bốn bạn. Thì hiện tại bây giờ Quỳnh đã có được cái Quỳnh đã lấy được cái giấy phép ở lại Mỹ làm việc OPT trong vòng 3 năm cho nhóm nhà STEM. Thì đó là một trong những cái cơ hội nó mở ra, nó hiển hiện rất là rõ dành cho các bạn sinh viên Việt Nam mình và dựa trên năng lực thật sự của các bạn. Thì để cho Quỳnh làm được cái quá trình đó thì như hồi nãy giờ chị có kể là khi mà Quỳnh đi co-op thì các bạn sẽ nghe rất là nhiều lần co-op. Thì các bạn có thể nhìn lên màn hình ha, ở cái dòng phía dưới cùng này là mình thấy nè, đây là cái lịch trình co-op của các bạn mà học nhóm ngành Engineering. Thì năm thứ nhất mình không có làm gì hết, mình chỉ học thôi. Còn năm thứ hai là bắt đầu mình đi làm và xen kẽ với những kỳ đi làm này là mình sẽ làm việc tại các doanh nghiệp ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy là cụ thể là cái chương trình nó như thế nào thì chị Thanh sẽ nói cụ thể ha. Thì co-op á, có nghĩa là khi các bạn đi làm co-op á, thì các bạn sẽ không có đi học. Học kỳ co-op đó là mình sẽ đi làm toàn chương trình. Khoan xin lỗi mọi người ha, đây này để Thanh di chuyển qua bên này. Cái học kỳ co-op đó mình sẽ làm việc toàn nguyên một học kỳ. Nguyên một học kỳ như vậy, ví dụ như năm nhất nè, năm nhất là mình không có, năm hai mình có co-op thì mình sẽ đi làm toàn nguyên một học kỳ này. Một học kỳ này mình, cái thời gian mình đi nó sẽ bằng với thời gian mình học, nó khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng. Và khi các bạn đi như vậy á, các bạn thứ nhất là các bạn không đến trường. Các bạn chỉ đi làm việc một ngày 8 giờ và một tuần 40 giờ là các bạn làm full time hết. Cuối tuần các bạn nghỉ theo quy định. Các bạn được trả lương và có nghĩa là các bạn sẽ không đóng học phí. Ha, các bạn lưu ý dùm chị Thanh, quý vị phụ huynh cũng lưu ý dùm Thanh ha. Là cái kỳ co-op này mình không đóng học phí, mình chỉ đóng học phí những học kỳ nào mình đi học thôi. Có nghĩa là mình cần phải đóng học phí cho 8 học kỳ mình đi học tại trường để hoàn tất bằng cấp của mình. Và trong chương trình, trong cái chương trình mà engineering hoặc là kiến trúc thiết kế gì đó thì mình sẽ có thêm 5 học kỳ. Mình sẽ có thêm 5 học kỳ co-op nữa. Thì 5 học kỳ co-op này mình sẽ xen kẽ vào lịch và mình đi làm thôi, mình không cần phải đóng học phí. Mình lưu ý cái phần này là phần đầu tiên. Cái thứ hai nữa là đối với những cái nhóm ngành mà có co-op bắt buộc thì tất cả những cái phần này, những cái chương trình co-op này nó sẽ nằm chi tiết trong chương trình học của các bạn. Nó nằm chi tiết trong chương trình học của các bạn và các bạn không đi co-op các bạn sẽ không được tốt nghiệp. Thí dụ như quay trở lại trường hợp của chị Quỳnh, bạn Quỳnh hồi nãy đi, là trong cái chương trình học kỹ sư hóa của bạn Quỳnh là sẽ có xen kẽ 5 học kỳ co-op. Nếu mà bạn Quỳnh không đi đủ, bạn Quỳnh không được tốt nghiệp. Ha, mọi người lưu ý giùm Thanh nha. Rồi, tiếp theo là cái mức lương mà các bạn được nhận trong cái kỳ co-op này là bao nhiêu? Bao nhiêu là tùy năng lực của các bạn. Trường không can thiệp vào quá trình thỏa thuận lương của các bạn. Tuy nhiên trường sẽ yêu cầu doanh nghiệp phía đối tác mà tuyển dụng các bạn ở tại Mỹ á, không được trả cho các bạn thấp hơn 1.700 đô một tháng. Còn lại là các bạn thỏa thuận được bao nhiêu, cái đó là do năng lực và cái khả năng thỏa thuận lương của các bạn. Ha, cái kỹ năng deal của các bạn. Chứ còn trường không có can thiệp, trường không có nói là à, bạn Thanh ơi, bạn Thanh được 4.000 đô một tháng, bây giờ bạn Thanh trả cho trường 10%. Không có, không có chuyện đó ha, các bạn lưu ý mình chị ha. Và khi mà các bạn được trả lương là ở cái thời điểm năm thứ hai này các bạn đi làm là các bạn đã là một người trưởng thành ở bên đó, 18 tuổi là mình đã lớn rồi. Thì lương sẽ được trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của các bạn được ký hợp đồng lao động và các kiểu đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nha, các bạn lưu ý mình chị ha. Rồi thêm một cái nữa là khi mà mình đi co-op này á, thì làm sao mình có job? Làm sao mình có job? Đó là một câu hỏi rất là lớn và là một cái câu hỏi
Mọi người rất là quan tâm, đấy giờ nghe chị Thanh nói quá trời, nhưng mà công việc tìm ở đâu? Thật sự là mình không có thể tìm được công việc, mình sinh viên mình không thể tìm được công việc, và công việc này sẽ do trường kết nối với mình với doanh nghiệp. UC có một bộ phận phát triển nghề nghiệp rất là lớn, và bộ phận phát triển nghề nghiệp đó hình thành từ năm 1906 đến giờ luôn. Và trải qua hơn 100 năm thì cái bộ phận này đã phát triển lên rất là nhiều, và hiện tại họ có gần 100 nhân viên, 100 nhân sự, và những cái nhân sự này là hỗ trợ cho sinh viên từ cố vấn nghề nghiệp, từ quản lý điều hành các cái đối tác, và từ các cái việc mà tổ chức các cái sự kiện. Hàng năm thì UC có hai cái hội chợ việc làm rất là lớn để kết nối sinh viên với các doanh nghiệp. Đồng thời họ có cả hẳn một cái hệ thống trung tâm gọi là PCAP Promise. Có nghĩa là trong cái trung tâm đó họ sẽ hỗ trợ cho các bạn, tư vấn cho các bạn từ cái khâu mà các bạn vào, lúc các bạn vào. Các bạn xây dựng kế hoạch học tập, định hướng phát triển nghề nghiệp, kết nối với các bộ phận khác để hỗ trợ làm sao các bạn có thể xây dựng được một cái lộ trình phát triển nghề nghiệp và học tập tốt nhất cho các bạn. Có nghĩa là các bộ phận họ sẽ phối hợp với nhau để hỗ trợ làm sao cho các bạn là có cơ hội để mà các bạn phát triển được cái khả năng thực sự của mình. Thì quay trở lại với cái bộ phận phát triển nghề nghiệp thì họ hàng năm họ tổ chức hai cái hội chợ việc làm rất là lớn để mà kết nối sinh viên. Thì tại các cái buổi đó các bạn sẽ apply, các bạn sẽ phỏng vấn, và các bạn sẽ giống như là các bạn như là một người đi xin việc vậy đó. Các bạn giống như kiểu nói Việt Nam mình là đi xin việc đó. Nhưng mà chị không thích cái câu chữ xin, có nghĩa là mình sẽ gửi hồ sơ cho người ta và người ta sẽ phỏng vấn mình. Thì có nghĩa là mình đáp ứng yêu cầu thì người ta sẽ mời mình làm việc, và mình chấp nhận được cái job description của người ta thì mình tiến hành mình ký hợp đồng với họ và mình làm việc với họ. Vậy thôi. Và các bạn sẽ làm việc cùng với trong một cái môi trường là tại các cái doanh nghiệp bên ngoài trường. Thí dụ như giống như bạn Quỳnh đó, bạn có được cái co-op tại tập đoàn PP thì bạn làm việc tại tập đoàn PP thôi. Và bạn đến đó bạn phải làm cùng với các đồng nghiệp, họ có thể là họ có rất là nhiều năm kinh nghiệm, họ có nhiều tuổi đời này kia các kiểu, thì họ sẽ hỗ trợ mình. Và lưu ý ở đây ha, không có phải là bạn Thanh ơi bạn đi rót nước hay là bạn đi photo, không có nha. Người ta không thể nào người ta trả lương cho các bạn tính bằng ngàn đô mà người ta lại bắt các bạn làm những cái việc lặt vặt như vậy. Và ở đây là cái này là job, là gọi là real job, và nó nằm trong chương trình học của các bạn. Ví dụ như các bạn là học IT thì các bạn sẽ làm việc tại những công ty có trong lĩnh vực IT mà các bạn muốn làm việc ha. Các bạn lưu ý giùm chị ha. Cái co-op này nghe thì rất là hay, nghe rất là hấp dẫn, mình được làm real job, mình được có networking với những người trong lĩnh vực phát triển ngành nghề, mình có được lương các kiểu. Tuy nhiên để mà các bạn có được cái co-op này, cái công việc này, thì các bạn trong quá trình học, các bạn ngoài việc học ra, các bạn còn phải tham gia những cái hoạt động ngoại khóa. Tại vì ở các nước phương Tây họ tuyển mình không chỉ là vì cái kinh nghiệm và cái kiến thức của mình không, mà họ còn đòi hỏi mình phải có kỹ năng mềm nữa. Đã xảy ra trường hợp có những bạn học rất giỏi 4 chấm luôn, nhưng mà các bạn không có được co-op, lý do bạn thiếu kỹ năng mềm. Có nghĩa là trong quá trình các bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường, các bạn chỉ tham gia ví dụ như giữ thư viện, hay là các bạn làm những cái việc gì đó nó mang tính gọi là chỉ có bạn với công việc thôi. Còn cái này họ cần bạn có một cái gọi là bạn phải có khả năng giao tiếp nè, bạn phải có những cái kỹ năng mềm, làm việc nhóm hay các kiểu, nói không được, mà nó phải thể hiện qua được những cái hành động. Ví dụ như các bạn tham gia vào một cái câu lạc bộ gì đó mà mình yêu thích, ví dụ như câu lạc bộ bơi lội chẳng hạn. Ở trong câu lạc bộ đó là bạn là một cái thành viên của câu lạc bộ, và bạn có những cái hoạt động như thế nào đó, thì tất cả những cái hoạt động đó của các bạn tại trường hay công tác xã hội hay bất cứ một cái gì đều có được một cái recommend từ cái tổ chức đó dành cho các bạn, và nó sẽ được các bạn update vào trong cái profile của mình khi mà mình nộp hồ sơ để mà mình đi lấy job co-op. Các bạn lưu ý giùm chị ha, nên hình ra là nếu mà chỉ học 4.0 thì rất là khó có được co-op, mà các bạn còn bị đòi hỏi phải có kỹ năng mềm. Nên thành ra cái này là chị phải nói trước với các bạn, tại vì có nhiều bạn qua đó cứ thôi em học giỏi là được, học giỏi chưa đủ các bạn. Người ta còn yêu cầu các bạn phải có kỹ năng mềm. Tại vì các bạn không thể nào, mặc dù chị hiểu rõ là có nhiều bạn nói em học IT mà em làm lập trình là một mình em. Ủa nhưng mà ngoài ra là trong công ty họ vẫn có những cái team, họ có những cái này, những có những người đồng nghiệp, bạn vẫn phải giao tiếp với người ta mà. Và khi mà mình hạn chế cái khả năng giao tiếp của mình thì tự mình đóng cửa những cái cơ hội của mình. Thành ra các bạn lưu ý giùm chị ha. Và ở đây họ đòi hỏi như vậy chị nghĩ là không quá đáng, tại vì đối với sinh viên các bạn sẽ có những hoạt động ngoại khóa rất là nhiều ở trong trường,
cũng như là để mà duy trì học bổng của UC thì các bạn có những cái công tác xã hội các bạn cần phải làm đó. Thì cái đó là những cái gọi là hơi khó khăn trong cái quá trình mà mình khi mà mình tìm co-op. Nhưng mà chị nghĩ cái đó cũng không phải là khó, mà tại vì nó chỉ khó với những bạn nào kiểu hơi khép kín, kiểu như không phải hướng nội á, hoặc là các bạn học engineering á, thì thường các bạn sẽ không thích những hoạt động ngoại khóa các kiểu, nhưng mà nó sẽ có nhiều kiểu hoạt động ngoại khóa để update cho cái kỹ năng mềm của các bạn, thành ra đôi khi các bạn phải chịu khó. Và một trong những cái lợi ích mà chị thấy về chương trình co-op này á, là ngoài cái việc mà có thể cho các bạn thực tế về cơ hội nghề nghiệp nè, các bạn định hướng được tương lai nè, về cái gọi là cái thị trường nghề nghiệp của các bạn sẽ làm sau này, các bạn sẽ có thể được có lương hay là một cái điều rất là hấp dẫn. Và một cái nữa mà chị thấy rất là quan trọng trong cái chương trình co-op này đó là cái networking. Tại vì khi mà cái networking này mà tốt á, thì nó sẽ tạo cơ hội cho các bạn rất là nhiều cơ hội để các bạn có thể dễ dàng ở lại làm việc và ở lại để lấy OPT. Và đây là một trong những cái mà gọi là điểm mà mạnh của chương trình này, là thật sự ra là đối với các trường ở đây, chị Khoa hay các anh chị bên IDB làm cũng biết, hay là các bạn, hay là quý vị phụ huynh, hay các bạn có tìm hiểu về du học Mỹ, thì mọi người sẽ biết là ai cũng mong muốn học xong ở Mỹ ở lại làm việc OPT. Nhưng mà để làm sao có được OPT, job OPT làm việc, đó là một cái việc rất là nhức đầu ha. Thì nhưng mà riêng đối với UC thì sinh viên của UC là 95% các bạn đều có job ở lại để làm OPT hết. Như hồi nãy ban đầu Khanh có nói là UC có một cái bộ phận quốc tế đó, hỗ trợ cho sinh viên. Họ sẽ hỗ trợ cho các bạn lấy giấy phép, họ sẽ hỗ trợ cho các bạn các cái thủ tục về kiểu như là theo đúng luật, để làm sao có đảm bảo khi mà các bạn vừa tốt nghiệp các bạn có cái giấy phép để mà các bạn có thể đi làm OPT liền. Và để mà có job OPT thì thông qua các cái chương trình thực tế như chương trình co-op này, nó sẽ xây dựng một cái networking cho các bạn và nó sẽ hỗ trợ các bạn để cho các bạn chắc chắn là có một cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Và đây là một con số cực kỳ hấp dẫn. Này là Thanh đang nói cho sinh viên Việt Nam thôi nha, còn sinh viên nước khác thì mình không biết. Và cái 5% còn lại thì đi đâu? 5% còn lại thì các bạn đó sẽ học lên bậc học cao hơn, có thể học tại UC hoặc các trường đại học khác có ranking cao hơn UC ở Mỹ, và đa phần đều có học bổng hết. Đây là một cái thông tin rất hấp dẫn ha, để cho mọi người thấy là cái việc mà các bạn học từ UC ra nó vẫn cho các bạn, tại vì có những bạn là ở lúc mà các bạn apply ở bậc đại học thì các bạn mong muốn có một học một cái môi trường nó mang tính thực tế cao, và khi mà các bạn học lên thạc sĩ thì các bạn lại muốn học một trường có ranking cao thì hoàn toàn có thể thực hiện được ha. Rồi xong, Thanh sẽ trình bày hết, và sau đó mình sẽ bắt lại mình hỏi từng phần ha, mình sẽ trả lời câu hỏi từng phần ha, hay là đúng rồi, sau đó Thanh sẽ bắt lại để Thanh trả lời từng phần ha, để không có bị gián đoạn mọi người. Rồi, thì đây là những cái công ty, thật ra các công ty này là công ty ví dụ thôi, cái ví dụ đa phần, với lại những cái công ty này là những cái tên mà nổi tiếng thôi, mình có thể ở đây mình cũng có biết ha, nhưng mà thật sự ra nó nhiều lắm, rất nhiều lắm quý vị phụ huynh và các bạn. Hơn một, hiện tại bây giờ con số thì đã hơn 1.800 công ty rồi, hơn 1.800 công ty rồi, và nó đã đang ngày một phát triển hơn. Thì tuy nhiên là ở trên màn hình này mình sẽ thấy ha, và Thanh sẽ khoanh vùng cho mọi người thấy là sinh viên Việt Nam mình có làm ở đâu. Ở tập đoàn BNG là hiển nhiên rồi, các bạn mình làm ở tập đoàn PP nè, có nè, BIM Đức có nè, BIM Đức là làm ngay tại headquarter ở bên Đức luôn nha. Delta Airlines cũng có nè, tập đoàn Dell có luôn, GE có luôn, Intel, IBM thì chưa các bạn, nghe chưa các bạn phản hồi ha, Johnson & Johnson là có luôn ha, Tesla là có rồi nè, Maxi là có rồi nè, đó, thì ngoài ra còn nhiều lắm, còn nhiều các công ty nữa. Chút xíu nó Thanh xuống cái phần mà nói về khoa, Thanh sẽ nói kỹ hơn nè. Rồi. Thì hiện tại bây giờ ha, là mình cái này là một cái con số thống kê ha, nhưng còn con số này nó đã tăng lên là 52.000 rồi, 52.000 là trung bình đó, cho cái mức lương ha. Rồi, thì nãy giờ mình đang nói về một cái chương trình rất là hot của UC, thì ngoài các cái chương trình trong học thuật academic thì UC có cái gì? UC về cơ sở vật chất, hiện tại UC có hơn 12 khu nhà ở. Thường sinh viên năm nhất là các bạn được sẽ yêu cầu sống trong campus.
Và một cái phần quan trọng ở đây mà Thanh muốn chia sẻ với mọi người đó là mặc dù khuôn viên của trường là khuôn viên mở, nhưng mà tuy nhiên campus của trường rất là an toàn. UC có hệ thống đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng, ví dụ như là mình ở bên Mỹ thì họ không có tối, họ tối theo mùa, cái trời 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 nó buổi buổi tối nó theo mùa, có khi mùa hè là 7-8 giờ đêm nó vẫn còn sáng. Thì chỉ cần khi mà mặt trời khuất mặt mặt trời tối, cái bầu trời nó tối xuống thì hệ thống đèn năng lượng mặt trời của trường nó sẽ sáng toàn trường luôn. Khi mà mình đi máy bay từ trên trời mình nhìn xuống á, mình thấy nó rất là đẹp. Thêm một cái nữa là cứ cách 100 mét ở trong khuôn viên trường á, là họ sẽ có một cái trụ, gọi là một cái trụ giúp đỡ. Thì bất cứ mình có vấn đề gì, ví dụ mình đi mình lỡ mình té cẳng chân, mình bấm vô đó mình kêu lên, người ta cũng sẽ có người tới giúp mình. Thì khi mà mình cái này Thanh thử rồi, Thanh đã qua trường và Thanh đã thử cái này rồi, mình chỉ cần mình đặt vào cái nút màu đỏ thôi và mình la lên một cái help me là trong vòng chưa tới 3 phút là có cảnh sát với chó nghiệp vụ nè, có xe cứu hỏa và xe cấp cứu họ tới ngay lập tức để mà họ hỗ trợ mình ha. Và cái này là cái dịch vụ này của trường là trường làm rất là tốt. Một cái mà chứng minh chứng tỏ là trường khu vực của trường an toàn có nghĩa là cứ sau khi mặt trời lặn á là mình sẽ có hệ thống xe cấp cứu, xe cảnh sát và xe cứu hỏa, là ba cái xe này họ sẽ chạy vòng quanh trường và họ sẽ chạy bán kính 5 cây số chung quanh trường, họ chạy tới sáng luôn. Để chi? Để đảm bảo là lỡ có vấn đề gì mà mọi người gọi hotline là sẽ có ứng cứu liền. Một cái nữa đó là UC có hệ thống xe Night Ride. Cái hệ thống xe này hồi trước đây là ban đầu chỉ là để phục vụ cho việc dành cho các bạn nữ thôi, nhưng mà sau này là trường dành hết cho tất cả sinh viên, và hệ thống xe này hoàn toàn miễn phí, cũng chạy vào buổi đêm. Có nghĩa là khi mà các bạn học, thường các bạn sẽ gửi thời gian học rất nhiều tại thư viện. Thì khi mà các bạn học tại thư viện mà các bạn phải về muộn á, thì trường khuyến cáo các bạn là nên gọi xe Night Ride để đi về, và xe trên xe đó là có một bạn lái xe và một ông cảnh sát. Thì ở trên xe đó là mình đi về là mình đi hoàn toàn miễn phí ha, không có tính tiền. Có nghĩa là mình chỉ cần mình gọi vào cái hotline xe Night Ride đó, mình đọc mã số sinh viên rồi mình đọc địa chỉ và mình nói là mình đang ở địa điểm nào thì họ sẽ tới họ chở mình về. Đó là những cái mà hỗ trợ mà UC sẽ hỗ trợ cho sinh viên để mà đảm bảo cái mức độ an toàn tốt nhất cho sinh viên. Còn còn nếu mà các bạn sinh viên mình khi mà năm 2 mình đi ra ngoài mình ở á, thì các cái dãy phố chung quanh trường, cứ cách 2 dãy phố là có một cái trạm cảnh sát, xe cứu hỏa với lại một cái trạm y tế, là tất cả những cái dịch vụ đó đều do UC trả hết, và UC thực hiện chịu trách nhiệm với những khu vực đó để mà đảm bảo an toàn cho không chỉ sinh viên của trường mà còn những cái người nhân viên của trường làm việc ở tại đó nữa. Nên thành ra là cái này là một trong những cái hỗ trợ về an ninh rất là tốt của UC. Bên cạnh đó là UC có một cái trung tâm thể dục thể thao phức hợp, được được xếp trong top 10 trung tâm thể dục thể thao phức hợp tốt nhất tại Hoa Kỳ ở các trường đại học hiện tại. Các bạn có thể chơi bất kỳ môn thể dục thể thao nào ở trong khu phức hợp này, hoặc là bên ngoài trường tại các cái sân vận động. Thành phố Cincinnati là thành phố của giải tennis ha, ATP tháng 8 hàng năm họ đánh tại thành phố Cincinnati, họ có giải tính điểm. Nên thành ra là dân ở đây họ rất là thích tennis, thì đơn cử là trong trường có tới 6 cái sân tennis luôn, các bạn nào yêu thích các bạn có thể tham gia. Và một khi các bạn đã là sinh viên của trường thì tất cả mọi dịch vụ sẽ miễn phí cho các bạn ha. Đây, đây là các bạn thấy là có hơn bạn nào mà thắc mắc chị ơi trường có câu lạc bộ gì để chơi, thì thật sự ra là chị Thanh xin lỗi các bạn là chị Thanh không có thuộc hết, tại vì nó hơn 500 câu lạc bộ. Và ở đây là cái sân vận động này là cái sân vận động chính của trường. Cái sân vận động này là sân vận động chính của trường. Đây là các bạn là thấy là rất là nhiều hoạt động, cái này là hồ bơi của trường luôn nè. Nhiều lắm các bạn, hơn 500 câu lạc bộ luôn. Các bạn có thể tham gia bất cứ cái gì các bạn thích không? Rồi, bây giờ chị sẽ vào chị giới thiệu một số cái khoa cơ bản cho mình ha. Ví dụ như ở đây là đầu tiên là sẽ giới thiệu về khoa khoa học tự nhiên và khoa học và xã hội nhân văn, art and science đó các bạn. Thì ở cái khoa này á, nó sẽ có rất là nhiều ngành, nó có nhiều ngành lắm. Nhưng mà tuy nhiên có những ngành mà các bạn mình thích, ví dụ như là biology nè, biochem và chemistry nè. Chị confirm luôn ha, trong cái khoa này là cái nhóm ngành communication là mình có co-op nha, các bạn có co-op 3 kỳ. Hiện tại UC chuẩn bị công bố một cái chương trình đó là co-op phiên bản 2.0. Có nghĩa là trường hiện tại đang nâng cấp lên thành một cái gọi là campus mà dạng như là district, có nghĩa là mình upgrade lên thành cái quận luôn á. Thì có nghĩa nên thành ra là UC sẽ xây dựng những cái có một cái chiến lược xây dựng các cái tòa nhà lớn để mà mang doanh nghiệp lại gần hơn với trường. Tại vì khi mà kiểu giống như mình lên quận á thì cái
cái cơ hội phát triển của các khu vực đó sẽ cao hơn, giống như ở thành phố Hồ Chí Minh mà bây giờ quận 9, quận 2 với quận Thủ Đức lên thành phố Thủ Đức vậy đó, kiểu vậy. Thì khi mà các khu vực này của trường họ được nâng cấp lên thành district thì họ sẽ có những cái hỗ trợ từ chính phủ liên bang, họ sẽ có hỗ trợ từ các cái tập đoàn lớn và họ xây những cái building họ đã có. Thật sự ra kế hoạch này họ đã muốn công bố từ năm 2019 khi trường kỷ niệm 200 tuổi, nhưng mà mình bị dịch thành ra tới bây giờ vẫn chưa công bố. Có thể là năm nay họ sẽ launching cái phần này. Thì khi mà mình lên quận như vậy thì cái campus của mình nó không chỉ là một cái main campus mà nó là một cái district campus, nó rộng hơn. Nên thành ra nó sẽ cho các bạn nào mà có cơ hội học tại những các nhóm ngành khoa học tự nhiên và xã hội, các bạn sẽ có cơ hội làm co-op. Nhưng mà co-op này nó sẽ, đã nói là co-op thì có nghĩa là các bạn sẽ được trả lương. Nhưng mà co-op này nó sẽ tính theo kiểu part time co-op, có nghĩa là trong trong thời gian các bạn sẽ không làm theo cái lịch giống như hồi nãy ban đầu chị giới thiệu, đó là cái traditional co-op, mà các bạn sẽ làm phiên bản co-op part time, hoặc là các bạn làm project co-op. Thì ở đây cái co-op thì có nghĩa là các bạn sẽ làm tất cả những cái đó cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp đó họ ở gần trường, họ ở các cái building gần trường, họ thuê của trường. Thì như vậy các bạn sẽ được trả lương và các bạn vẫn được tính là co-op, như vậy nó sẽ rất là tốt và nó là real job cho các bạn. Như vậy là nó sẽ tăng cái cơ hội nghề nghiệp lên, cũng như là tăng được cái cơ hội mà phát triển hơn cho các bạn về thực tế về nhóm ngành của mình. Đây là một trong những cái mà thông tin rất là hấp dẫn, có nghĩa là đây là một cái đổi mới rất là lớn của UC, và UC là trường đại học đầu tiên ở Mỹ đưa ra khái niệm co-op 2.0 luôn. Đó, thì mục đích của UC là tiến tới là gần như là tất cả các khoa, phải hơn 60% các ngành nghề trong khoa là đều có chương trình co-op. Thì có nghĩa là co-op traditional thì nó hơi khó, nhưng mà co-op part-time được nè, co-op theo kiểu project được. Nhưng mà co-op là để cho các bạn được hưởng lương và các bạn làm real job ở tại doanh nghiệp ha. Thì ở trong cái nhóm mà Art and Science này được update mới nhất là Communication, là mình có co-op ha các bạn. International Affairs cũng có co-op nè, Environmental Study là mình cũng có co-op luôn. Đó, thì hiện tại bây giờ là được confirm các cái ngành đó rồi, còn các cái ngành khác thì chắc là mình phải đợi ha. Tuy nhiên là có những bạn nào mà mình thích học cái ngành gì á thì có thể các bạn sẽ hỏi tiếp chị ha. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà mình học cái nhóm ngành ở đây nè, cái nhóm ngành Art and Science này, thì các bạn sẽ có chương trình research hoặc là academic internship như bình thường nha. Rồi tiếp theo là cái nhóm ngành mà gọi là cực kỳ hot của UC, đó là cái nhóm ngành College Engineering and Applied Science. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều cái nhóm ngành về engineering ha. Tuy nhiên ở đây là chị vẫn chưa có cập nhật một cái nhóm, đó là cái nhóm ngành hàng không vũ trụ, Aerospace Engineering. Thì nhóm ngành này họ đã mở để mà tuyển dụng tuyển sinh sinh viên quốc tế từ năm 2022, và Việt Nam mình đã có một bạn được học bổng 20.000 học cho nhóm ngành này, và nhóm ngành này là cái người đầu tiên mà đặt cái nền tảng cho nhóm ngành này, đó là ông Armstrong, là cái ông mà lên cung trăng đó, cái ông mà người người Mỹ đầu tiên, người con người đầu tiên mà ấn cái dấu chân ở trên cung trăng đó. Thì ông là một người ông là sau khi từ cung trăng về thì ông phát triển sự nghiệp và gắn bó cuộc đời đến tới chết tại khoa engineering của UC, và ông là người đầu tiên đặt nền móng cho cái nhóm ngành này. Đây là một cái nhóm ngành rất là hấp dẫn, và UC vừa ký xong một cái hợp đồng co-op toàn diện với NASA. Từ trước tới giờ mình có ký, UC có ký, nhưng mà chỉ ký là phân lửa thôi, có nghĩa là ký từng chặng thôi, nhưng mà bây giờ UC đã ký full được với lại NASA, là nhận sinh viên co-op không phân biệt quốc tịch, không phân biệt giới tính ha. Nên thành ra đó là là một cái cơ hội tốt cho những bạn nào muốn học ngành hàng không vũ trụ. Tiếp theo nữa là ở trong cái khoa này có một cái nhóm ngành rất là hấp dẫn mà các bạn sinh viên mình rất là thích, đó là Computer Science, Computer Engineering và IT của UC, là ba cái nhóm ngành chuyên về lĩnh vực máy tính. Thì năm nay dự kiến UC sẽ có một cái nhóm ngành, đó là Cyber Security Engineering. Chị vẫn đang đợi confirm nhưng mà đã nghe thông tin là có rồi các bạn. Cái nhóm ngành cyber đó là hồi xưa nó nằm bên IT, nhưng bây giờ họ tách ra, họ chuyển qua bên engineering luôn, để cho các cơ hội cái độ rộng của phát triển cho cái nhóm ngành đó nó rộng hơn. Rồi thêm một cái nữa là ở đây mình một cái nhóm ngành nữa, hot nữa, và nãy giờ chị nói hot hot có nghĩa là các bạn lưu ý giùm chị là những nhóm ngành đó rất là khó vào nha, và nếu muốn nộp hồ sơ là phải nộp sớm giùm chị nha. Rồi tiếp theo nữa là nhóm ngành Biomedical Engineering. Đây là cái nhóm ngành mà khá ít các trường đại học ở Mỹ họ có thể đào tạo ngay nhóm ngành này. Nhưng mà đây là một cái nhóm ngành mà nếu mà bạn nào muốn học cái nhóm ngành này thì các bạn sẽ phải
Có một cái khả năng rất là toàn diện, tại vì trong này mình học mình sẽ tích hợp giữa cơ khí nè, mechanical nè, electrical nè, computer science, và một lượng kiến thức về biology và medical. Đó, nó gần như là nó toàn diện, và ngành học này cũng là một cái ngành học có cái mức độ yêu cầu đầu vào cao nhất trong toàn bộ khoa engineering luôn, cao hơn cả computer science luôn các bạn. À, thứ hai là computer science thì cái khoa này, cái ngành này là cao nhất ha. Thành ra bạn nào mà muốn học nhóm ngành biomedical engineering thì có thể liên hệ trực tiếp với các chị bên IDB, thì chị sẽ hỗ trợ thông tin cụ thể. Một nhóm ngành thứ ba ở trong khoa engineering này mà cũng hấp dẫn sinh viên Việt Nam mình, đó là mechanical engineering. Bạn nào muốn học tự động hóa các kiểu đó, à các bạn lưu ý đây giùm chị ha, là UC rất là truyền thống, họ không có tách ra. Ví dụ như các bạn sẽ không nhìn thấy cái nhóm ngành học về trí tuệ nhân tạo hay là data science gì đó nó xuất hiện ở trong engineering, nhưng tất cả nó nằm trong computer science các bạn ha, các bạn lưu ý giùm chị. Còn ví dụ như đối với mechanical engineering thì các bạn sẽ không thấy ngành tự động học hay là ngành gì gì đó, mà các bạn hay hỏi chị dùng ngành ô tô, cơ khí ô tô gì đó, thì tất cả nó nằm trong mechanical engineering, các bạn lưu ý giùm chị ha. Rồi đó là, rồi tiếp theo nữa là chemical engineering cũng là một trong những nhóm ngành hot của bên khoa engineering. Thì nãy giờ tất cả các nhóm ngành hot khoa engineering chị nói với các bạn lưu ý, nếu mà năm nay bạn nào đang muốn nộp hồ sơ cho kỳ 23, kỳ fall 23, thì các bạn phải nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 12 năm 2022 giùm chị. Tại vì sau ngày này thì khoa engineering, những cái ngành mà chị Thanh vừa nói hot, nó sẽ hết chỗ và họ đóng mà không nhận nữa nha các bạn. Thì khi đó là các bạn có kêu chị thì chị cũng không biết làm sao để mà hỗ trợ các bạn ha, các bạn lưu ý giùm chị ha. Rồi xong, thì đối với các cái nhóm ngành học engineering này á, thì các bạn có thể đi thực tập tại nhiều công ty và nhiều tập đoàn lớn về cơ khí, giống như các bạn biết ở Mỹ họ mạnh về, các bạn là thích tự động hóa thì họ cũng rất là mạnh về tự động hóa. Về máy tính thì họ cũng có những cái tập đoàn IT hàng đầu trên, tập đoàn máy tính hàng đầu trên thế giới về công nghệ các kiểu. Thì cái này nó sẽ mở ra một cái cơ hội thực tập về co-op rất là tốt cho các bạn ha. Ví dụ như có một cái point cho các bạn là nếu mà bạn nào mà học ngành mechanical engineering mà thích sửa ô tô thì các bạn có thể đi thực tập tại tập đoàn BMW hoặc là tập đoàn Toyota, tùy theo mình chọn là công ty nào. Thì khi mà đi thực tập thì các bạn sẽ có cơ hội 2 kỳ co-op tại headquarter của họ ở Đức hoặc ở Nhật ha. Đây là một cái cơ hội rất là tốt dành cho các bạn. Rồi về khoa business các bạn, về khoa business thì đây là một trong những cái khoa mà đang có sức hút lớn đối với lại bên đối với lại UC, tại vì bắt đầu từ năm 2019 họ khánh thành một cái building mới cho khoa. Thì trong cái building mới này họ có những cái khu vực giả lập về thị trường chứng khoán, về những cái hoạt động nói chung là liên quan đến thị trường, về liên quan tới lĩnh vực business để cho các bạn thực tập. Rồi họ có những cái trung tâm startup, để cho các bạn nhận startup tài trợ từ các cái doanh nghiệp là đối tác của khoa. Họ có một cái trung tâm rất là lớn về business analytics, rất là lớn, và khoa này là, và UC là một trong số ít những trường mà ở khoa business có dạy chuyên ngành business analytics các bạn. Các bạn đừng có thấy cái tên ngành này rồi các bạn theo xu hướng trường dạy không, các bạn trường đã dạy ngành này gần 20 năm rồi chứ không phải là mới đây. Thành ra là các bạn sẽ thấy là họ có một cái bề dày và một cái kinh nghiệm đào tạo rất là tốt đối với nhóm ngành business analytics này. Hiện tại khoa business họ có luôn hẳn một bộ phận phát triển nghề nghiệp riêng của khoa để có thể là xây dựng và phát triển những cái cơ hội nghề nghiệp nó đặc thù hơn cho sinh viên của khoa, nó khác hẳn với sinh viên của các khoa khác còn lại của trường. Thì bên cạnh cái ngành business analytics mà chị Thanh vừa nói, đó là nhóm ngành được xếp, business analytics là một nhóm ngành trong khoa business được xếp hạng vào nhóm ngành STEM nha các bạn lưu ý giùm chị ha. Khác với là các nhóm ngành khác, ví dụ như business economics hay finance hay marketing rồi đó, thì mình chỉ là những cái ngành thuộc khoa business, và sau khi mình tốt nghiệp mình chỉ được ở lại Mỹ 1 năm OPT thôi, nhưng mà business analytics được confirm là STEM, và sau khi các bạn tốt nghiệp thì đương nhiên các bạn sẽ được ở lại 36 tháng để làm việc. Và hiện tại bây giờ bên khoa business họ đang có 2 cái option cho các bạn lựa chọn khi các bạn học tại khoa. Có nghĩa là các bạn có thể thứ nhất là chọn co-op 3 kỳ hoặc các bạn có thể chọn co-op 5 kỳ. À, đây là một trong những cái bước tiến rất là dài và rất là tốt của khoa khi mà họ có thể đưa ra một cái option thứ hai, đó là co-op 5 kỳ cho các bạn.
Và nếu mà các bạn muốn như vậy thì các bạn sau khi lựa chọn UC thì các bạn sẽ làm việc với Academic Advisor và bộ phận phát triển nghề nghiệp của khoa, họ sẽ build up cho các bạn cái lịch trình này. Rồi, tiếp theo đây là một cái khoa khá là khó của UC, có nghĩa là cái khoa này nó là cái khoa mình chuyên về thiết kế. Nếu mà bạn nào thích học về thiết kế, tất cả các thể loại thiết kế thì các bạn có thể chọn bên khoa này. Kiến trúc và thiết kế nội thất nó lại thuộc về kiến trúc thôi các bạn. Thì khoa này họ có một cái yêu cầu rất là khó cho các bạn sinh viên, đó là tất cả mọi hồ sơ nộp phải nộp trước ngày 1 tháng 12. Sau ngày 1 tháng 12 họ không nhận luôn. Ví dụ như nãy chị Thanh có nói là bên engineering ha, lỡ như mà sau ngày 1 tháng 12 mà các bạn lỡ có thể là submit trễ ngày 2 tháng 12 thì chị vẫn có thể xin được hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà tuy nhiên đối với cái khoa này á, là sau ngày 1 tháng 12 đúng bon 0 giờ ngày 1 tháng 12 là họ đóng theo giờ Mỹ nha, chứ không phải giờ Việt Nam, là họ sẽ đóng và họ không nhận luôn. Tức nghĩa là họ sẽ kick out các bạn ra khỏi cái list đó luôn, cái list application luôn. Mặc dù điểm bạn có cao hay các kiểu họ cũng kick out mình luôn. Các bạn lưu ý với chị ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đặc biệt đối với các bạn nào mà muốn apply kiến trúc hoặc là thiết kế nội thất là họ yêu cầu các bạn phải có calculus và physics, pre-calculus và physics. Nên thành ra nếu mà bạn nào thật sự mà muốn được offer, nếu mà các bạn nào học cái AP hay IP gì đó thì chứng chỉ cái chương trình đào tạo không phải của Việt Nam á, thì các bạn ok không vấn đề. Nhưng mà nếu mà bạn nào học cái chương trình đào tạo của Việt Nam mình, trung học phổ thông hệ Việt Nam mình á, thì các bạn lưu ý giùm chị ha, để mà được nhận trực tiếp vào khoa kiến trúc, vào ngành kiến trúc hoặc là thiết kế nội thất theo như các bạn mong muốn, thì các bạn phải thi giùm cho chị cái chương trình AP á, các bạn thi pre-calculus và các bạn thi giùm chị cái physics, tại vì họ bắt buộc đầu vào phải có hai cái này nha, lưu ý giùm chị ha. Còn nếu trong trường hợp không có thì họ lại offer mình qua một cái chương trình học dự bị trước, xong rồi sau đó mình mới bắt lại cái khoa này, các bạn lưu ý nha, cái này rất là quan trọng. Còn lại tất cả các ngành còn lại thì nộp hồ sơ như bình thường ha, không có gì, không có yêu cầu gì thêm, không có yêu cầu gì thêm. Và đặc biệt khoa này khi các bạn apply UC không yêu cầu portfolio nha các bạn, hoàn toàn không có yêu cầu portfolio. Và khoa này cũng rất là đặc biệt, đây là một trong số ít những khoa về kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật và planning ở Mỹ mà có co-op. Các bạn lưu ý giùm chị hay chị nhấn mạnh rất là kỹ, cái khoa này rất là đặc biệt, là hiếm có trường nào ở Mỹ mà thiết kế ngành kiến trúc mỹ thuật và planning mà có chương trình co-op guarantee cho các bạn luôn, có nghĩa là chương trình co-op bắt buộc trong chương trình học luôn. Nếu mà các bạn không đi co-op các bạn không được tốt nghiệp, là họ có co-op luôn trong chương trình học của mình ha, các bạn lưu ý nha. Thì những bạn nào mà có, các bạn lưu ý ở đây là chị chỉ đang giới thiệu rất là chung, còn những cái bạn nào mà detail quan tâm từng cái ngành nghề ABCD các kiểu thì có thể liên hệ với các chị bên đó để mà báo chị sẽ gửi thông tin chi tiết cho các bạn ha. Ở đây á, là cái bảng này là cái bảng nãy giờ có một số người rất là quan tâm tới cái học phí của trường. Thì học phí của trường á, thật sự ra cái học phí này là của năm 2022. Thì năm 2023 hiện tại bây giờ là họ vẫn chưa có cái update cuối cùng trên hệ thống. Nhưng mà có thể là cái mức học phí này nó sẽ tăng lên một chút xíu, nó khoảng 30.000. Cái học phí này sẽ tăng lên khoảng 30.000. Thì ở đây khoa dạ, thân xin lỗi cho xem coi, à đang mới có học bổng. Thì cái mức học phí thì có thể là tăng lên 30.000 và cái living expense là cái mức mà dự trù chi phí của mình nó cũng sẽ tăng lên, tại vì do mọi người cũng biết là hiện tại bây giờ tình hình là thế giới cái gì cũng tăng. Thành ra trường bên phía cũng như chú họ yêu cầu UC không được giữ nguyên cái cục này nữa mà phải thay đổi cái con số này, tại vì cái con số này của UC là đã giữ nguyên từ 7 năm, 6 7 năm nay rồi. Cái living expense thì bây giờ họ yêu cầu mình phải upgrade lên một tỷ lệ phần trăm, nhưng mà cũng không hẳn là mình sẽ xài hết cái số này, có nghĩa là living expense có nghĩa là dự trù chi phí thôi, còn việc mình xài bao nhiêu cái đó là quyền của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà mình lưu ý là thứ nhất là cái health insurance là không thay đổi, nhưng mà học phí là có thể là sẽ lên khoảng 1.000, là khoảng 30.000 mấy trăm á, 30.000 mấy trăm. Dạ thì cái học phí update mới này là khi nào có thông tin chính thức gọi là public của bên UC đó, thì Thanh sẽ báo bên cho tất cả mọi người, chứ còn bây giờ hiện tại mình chưa dám báo, tại vì có thông tin là lên rồi nhưng mà lên khoảng 1.000 mấy thôi. Dạ dạ rồi, một cái thông tin mọi người quan tâm tiếp theo đó là học bổng. Thì học bổng ở UC đó, nó rất là đơn giản, có nghĩa là cái hồ sơ mình nộp vào nó cũng sẽ là cái hồ sơ xét học bổng của mình luôn.
Khi mình nộp hồ sơ vào á, thì đầu tiên là UC sẽ có những cái yêu cầu về cơ bản. Thứ nhất là điểm trung bình của mình học cấp 3 là 3.2, có nghĩa là 8 điểm mỗi năm. Ví dụ như là các bạn nào đang học lớp 12 thì các bạn sẽ nộp cho chị là lớp 9, lớp 10, lớp 11, và mỗi năm như vậy các bạn phải đảm bảo là từ 8 chấm trở lên. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ có IELTS, mình sẽ có về cái điều kiện về tiếng Anh. Tiếng Anh của mình á, là các bạn sẽ được yêu cầu là tối thiểu là IELTS 6.5, TOEFL IBT tối thiểu là 79 điểm, hoặc Duolingo test của mình là cái bài test mà con két màu xanh đó. Duolingo test đó là 115 điểm. Ngoài ra thì theo như thông tin chung của tất cả các trường ở Mỹ hiện tại bây giờ là họ sẽ không đòi hỏi SAT hay ACT hay là cái những cái bài test toán đầu vào để mà mình được nhận vào khoa. Tuy nhiên, đối với việc xin học bổng, đối với việc mà để được offer học bổng thì các bạn bắt buộc phải có cái phần mà bài test về toán, ví dụ như hoặc là SAT hoặc là ACT. Còn nếu bạn nào không có các cái bài đó thì các bạn có thể liên hệ với chị. Khi mà các bạn nộp hồ sơ UC thì chị sẽ cho các bạn làm một cái bài test toán riêng của UC, và bài test này được sử dụng để mà offer học bổng như là SAT hoặc là ACT. Thì thật sự ra cái con số mà họ để ở đây là họ tính trung bình hết tất cả các nước trên toàn thế giới là mọi người. Nhưng mà thật sự ra cái con số học bổng mà thấp nhất ở Việt Nam của mình mà các bạn sinh viên mình đạt được đó là 10.000. 10.000 một năm, và maximum là đến full học phí, có nghĩa là 28.000. Và UC năm nay, từ khoảng 3 năm nay là UC sẽ có hai vòng xét hồ sơ, có nghĩa là vòng đầu tiên là mình sẽ dành cho các bạn nộp hồ sơ, nhưng mà hai vòng xét hồ sơ này cũng ưu tiên hơn nhất cho tất cả các bạn nào mà nộp trước ngày 1 tháng 12 ha. Có nghĩa là mình sẽ xét lần đầu là mình ra học bổng là maximum là 15.000. Xong sau đó mình sẽ có một vòng review tiếp theo là vào tháng 3 để mà offer cho các bạn thêm học bổng ở cái vòng cao nhất, có nghĩa là vòng thứ hai là mình sẽ điều tiếp với lại bên khoa để mà offer thêm học bổng cho các bạn. Mục đích của cái việc này là, thứ nhất là mình phải tuân thủ cái quy định của chính phủ bang là không cho phép một sinh viên nước ngoài hay là sinh viên từ nơi khác tới đóng học phí thấp hơn học phí của sinh viên bản địa. Tuy nhiên vì mình là sinh viên quốc tế, thành năm mình sẽ được thêm một cái lợi thế là họ sẽ có những cái hỗ trợ về học bổng dành cho những sinh viên nào là cái hồ sơ học bổng học của các bạn tốt và các bạn mong muốn được đến trường học, thì họ sẽ có những cái hỗ trợ thêm, có nghĩa kiểu giống như là mình hơi lách luật tí xíu đó. Và cũng là qua cái phần này là mình cũng UC cũng là nhắm đến một cái hướng là loại bỏ được những cái bạn nào mà chỉ có muốn đi săn học bổng mà thôi. Tại vì nó xảy ra tình huống là chị cũng chia sẻ luôn với các bạn là có những bạn học rất giỏi, và mục đích của các bạn là không phải vào những trường như UC đâu, nhìn là hồ sơ là chị có thể đoán được, hay là các chị bên IDB cũng biết được, nhưng mà các bạn nó thích đi săn học bổng để mà làm tốt hơn cái profile của mình. Nhưng mà để mà có một số bạn thì cũng hơi kỳ, đó là khi mà mình không nhận trường thì mình hoàn toàn mình phải thông báo với trường để mà trường có thể là kiểu như là cancel cái học bổng đó để có thể để cái ngân sách nó xét tiếp cho các bạn khác, nhưng mà các bạn không chịu, các bạn giữ đến cuối cùng, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới lại những cái mong muốn. Có những bạn hồi profile rất tốt nhưng mà vì nộp trễ hơn chút xíu hay là kém điểm hơn chút xíu thì lại mất cơ hội, nên thành ra là đây là cái việc mà xét hai vòng cũng là một cách để mà UC có thể là lựa chọn trao học bổng tốt nhất cho các bạn nào mà hồ sơ tốt và các bạn thực sự mong muốn đến trường. Thì một cái con số là cho các bạn có thể tham khảo dùm chị, hay là hồi năm 2022 thì cái học bổng mà 40 hai anh chị review lại chút xíu, có nghĩa là trong 48 bạn sinh viên mà nhập học cho kỳ fall này á, thì có 5 bạn có học bổng 28.000, còn lại là các bạn kia là thấp nhất là 10.000, trung bình là 20.000, là cũng khá là nhiều. Đó, thì đó là một trong những cái cách mà khi mình review scholarship lại thì mình hoàn toàn có thể dựa trên profile của mình, hoặc là mình cập nhật điểm mới các kiểu để mình có thể lấy học bổng tốt hơn. À, nên thành ra tất cả những cái đó là những cái thông tin public ra ngoài, nó chỉ là thông tin chung. Còn cái quy trình như thế nào, xét ra làm sao các kiểu thì nó sẽ có một cái process riêng cho sinh viên quốc tế. Và đặc biệt ở Việt Nam thì quý vị phụ huynh với các bạn học sinh có thể yên tâm là có Thanh Thanh hỗ trợ tối đa cho các bạn, để làm sao những bạn nào thật sự mong muốn đến với UC, mong muốn có được một cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp tốt tại trường, thì các bạn sẽ có được cái mức học bổng tốt nhất dựa trên cái profile của các bạn. Nên thành ra mọi người có thể yên tâm.
Và khi mà mình duy trì sau khi mình có học bổng thì học bổng của UC là học bổng tái cấp lại hàng năm với tỷ lệ duy trì là GPA là tối thiểu là 3.2 và 30 giờ công tác xã hội ha. Mọi người lưu ý dùm Thanh ha. Và lưu ý dùm Thanh là hồ sơ của UC là chỉ có một bộ hồ sơ duy nhất thôi, mình không cần phải làm cái form gì ở trên Common Act mà hỗ trợ tài chính gì gì đó, là UC không có làm cái đó nha. UC chỉ có duy nhất là cấp scholarship mà thôi. Dạ rồi. Thì thông tin cơ bản là đến đây là đã xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phần trả lời câu hỏi ha. Khoa ơi, nãy giờ các bạn có câu hỏi gì cho chị nhiều không em? Dạ, có nhiều câu hỏi cơ mấy bạn đó. Bây giờ em sẽ đọc câu hỏi để chị trả lời cho mấy bạn nha chị Thanh. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Thí Quỳnh Nguyễn á. Bạn hỏi là trường thì đạt có đào tạo về ngành dược không ạ? Trường mình có đào tạo về ngành dược không đó chị? Có em. UC có đào tạo ngành dược nha. UC có đào tạo ngành dược, nhưng mà tuy nhiên mình phải có một cái chữ tuy nhiên là ngành dược của UC á, là họ sẽ yêu cầu các bạn là các bạn phải thi VCAT. Thôi chứ mình không có học mà nhờ ví dụ đại học dược xong mấy gì gì lên như là một số các hệ thống khác ở bên Mỹ là có, nhưng mà chị không rành. Nhưng mà UC là theo một cái hệ thống chung, có nghĩa là trường dược của UC nó là trường dược professional, nên thành ra các bạn bắt buộc phải thi VCAT. Và có một cái thông tin là chị muốn khuyến khích với các bạn, có thể là các bạn đi trường khác thì chị Thanh không biết, nhưng mà với UC thì các bạn tuyệt đối nếu mà muốn học dược thì các bạn phải theo lộ trình là học chem hoặc biochem trước, xong rồi các bạn mới thi VCAT rồi các bạn mới vào trường dược. Tại vì hiện tại UC có một cái trung tâm gọi là Advising Center, họ sẽ hỗ trợ cho các bạn tất cả những cái thông tin này và xây dựng lộ trình hộ các bạn, cũng như không phải hộ mà là advise cho các bạn cái lộ trình như thế nào để mà mình có thể vào dược tốt nhất. Và các bạn lưu ý giùm chị, tuyệt đối không đăng ký Refarm nha. Nhớ nha, cái Refarm nó chỉ là chương trình gọi là giống như chương trình Foundation thôi, chương trình Preparation của các bạn thôi, và chương trình đó hoàn toàn không có học bổng và nó không có một cái cam kết gì dành cho sinh viên quốc tế, và mình học là không có lợi. Đó, nói chung là như vậy. Và quan trọng là mình không có học bổng đó. Thì các bạn sẽ không vào chương trình Refarm giùm chị, mà các bạn phải đi một cái Bachelor và các bạn sau đó các bạn thi VCAT. Tại vì chỉ cần các bạn là sinh viên của UC thôi và các bạn có cái Bachelor và các bạn thi VCAT mà các bạn nộp vào trường Farm á, mà theo yêu cầu nha, thì các bạn vào phỏng vào thẳng luôn cái vòng xét học bổng và vòng phỏng vấn của khoa luôn. Các bạn không cần phải làm thêm một cái thủ tục gì như các bạn khác phải qua một hai vòng gì đó, thì mình vô thẳng luôn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn khi mà các bạn mà chỉ cần GPA 3.4 và các bạn có cái điểm VCAT mà ví dụ như người ta đòi hỏi mình là 50 điểm đi, mà mình được 75 điểm là mình đã được chắc chắn mình offer học bổng rồi. Và những cái này họ chỉ ưu tiên cho sinh viên của trường thôi nha, chứ họ không có ưu tiên cho sinh viên bên ngoài. Các bạn lưu ý giùm chị ha. Rồi thêm nữa là khi mà các bạn vào khoa đó, vào khoa dược á, thì các bạn được miễn một năm nữa. Đó, cái này là những cái rất là ưu tiên đặc biệt dành cho sinh viên của khoa. Và hiện tại chị đang có hai bạn học khoa dược bên đó, và các bạn đó đều được offer học bổng là lên tới là 60%. Học bổng mà dược mà 60% là các bạn biết là nhiều lắm á. Là tại vì mấy bạn nó học rất là kinh dị, học giỏi lắm. Và chị nghe nói là thi VCAT là siêu sao luôn á. Tại vì cái VCAT thì theo như chị biết bên đó là sinh viên Mỹ là nó thi lần đầu là nó rớt nhiều lắm, nhưng mà Việt Nam mình thi lần đầu là đậu cao. Thành ra là các bạn nào mà học dược thì lưu ý ha, phải liên hệ với các chị nha. Đừng có tự nha, đừng có tự apply Refarm. Tại vì chị biết là các bạn đang suy nghĩ là có Refarm mà sao chị Thâm này chị tư vấn cái gì kỳ quá. Refarm hoàn toàn không có lợi cho sinh viên quốc tế của mình, và chương trình đó chỉ là preparation thôi, không có bằng cấp ha, không có chứng chỉ, không có gì hết đó. Các bạn lưu ý giùm chị ha, phải nhấn mạnh dữ lắm đó, để không rồi các bạn quên đó. Rồi ok em. Dạ, em cảm ơn chị Thanh. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phan Thị Minh. Bạn có hỏi là trường mình có đào tạo thạc sĩ về luật không ạ? Thạc sĩ luật thì có chương trình co-op không, và chị tư vấn giùm em học bổng cho chuyên ngành này, học phí và điều kiện đầu vào ạ. Alo bạn ơi, thì hiện tại bây giờ đó là ở cái chương trình này á, thì Thanh sẽ chỉ nói về chương trình đại học thôi. Nhưng mà tuy nhiên về thạc sĩ luật thì Thanh cũng nói chút xíu ha. Thạc sĩ luật bên đó thì UC, như hồi nãy Thanh có nói là cái trường luật của UC nó là chương trình và professional school, nó là trường professional rồi. Nên thành ra riêng bên đó thì họ sẽ có chương trình thạc sĩ luật, nhưng mà chỉ là thạc sĩ luật về kinh tế thôi. Còn điều kiện đầu vào và học bổng như thế nào thì bạn có thể cho là email ở bên IDP báo là Thanh sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể với bạn ha. Cảm
Cảm ơn chị Thanh. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tâm Nguyên Nguyễn là trường có học bổng không ạ? Và điều kiện đầu vào của học bổng là gì? Và SAT bao nhiêu là đủ cho cái chương trình học bổng hả? Dạ, thì cái câu hỏi này không phải là của một mình bạn Tâm đâu ha, mà tất cả là rất là nhiều đúng không? Chị cũng thấy trong chat box là có nhiều á, và phụ huynh cũng quan tâm. Thì bây giờ bác Thảo và Thanh sẽ nói kỹ ha. Thì hồi nãy á, là chị Thanh có nói là GPA là tối thiểu là 3.2. IELTS, điểm tiếng Anh đó là IELTS tối thiểu là 6.5. Bây giờ mình nói IELTS không đi cho nó dễ. IELTS tối thiểu của mình là 6.5. Ngoài ra là mình cần cái bài test toán để mình làm mình xét học bổng. Thì để mà có thể get được học bổng thấp nhất là mức 5.000 á, thì SAT của mình nó ít nhất phải là 1.280 điểm. 1.280 điểm. ACT của mình phải là 27 điểm. Còn không thì các bạn có thể làm bài test toán của UC. Các bạn có thể làm bài test toán của UC nha. Bài test toán của UC dễ lắm bạn, dễ hơn SAT với ACT, có nghĩa là nó chỉ toàn là toán thôi. Thì toán là nó sẽ nằm trong cái chương trình toán mà học của các bạn, nhưng mà tuy nhiên cái bài test toán của UC là các bạn phải submit hồ sơ rồi thì các bạn mới được làm bài đó. Và ở đây các bạn sẽ có một số bạn ha nói à, em coi trên web nè, điều kiện đầu vào không khó như chị Thanh nói. Nhưng mà chị Thanh đang nhấn mạnh ha, cái mà điều kiện chị Thanh đang nói là điều kiện để các bạn có học bổng, còn ở trên web nó nói là điều kiện để bạn được nhận, còn hầu học bổng kệ bạn, tôi không khe. Các bạn lưu ý giùm chị ha. Với lại thông tin trên web đó là mình dành cho tất cả các bạn luôn, có nghĩa là các bạn trong nội địa và các bạn quốc tế luôn ha. Thành ra các bạn lưu ý là đừng có đem so nha, rồi nói đồn lên đó, trời chị Thanh thì khó quá, người ta có yêu cầu GPA có 3 chấm mà chỉ nói thành 3.2, thì là khoa nó có 2.8 thôi mà chị Thanh nói là 3.2. 3.2 là để mình có học bổng các bạn, mình guarantee là mình có học bổng, các bạn lưu ý ha. Rồi có những khoa là các bạn sẽ thấy IELTS dành cho sinh viên quốc tế là chỉ có 6 chấm thôi, mà chị Thanh này lại nói 6.5. học bổng nhớ requirement chị Thanh đưa ra là để có học bổng, chứ chị Thanh không nói requirement để các bạn được nhận. Thành ra các bạn phải lưu ý dùng cái khổ tâm của chị nha. Thế thành ra là chứ các bạn mà nói chị Thanh nói 6.5, trời ơi dễ quá, xong rồi tới chừng nộp vào 6.0, nộp vào không có học bổng, tại sao chị không nói học bổng cho em đó, thấy chưa? Như vậy cũng không được. Thành ra thôi mình nói khó trước đi, rồi xong rồi chị em mình ví dụ như mình thiếu hay gì đó thì mình sẽ sắp xếp, mình sẽ có một cái processing riêng của mình để mình step by step mình hoàn thành cái hồ sơ để mình có học bổng ha. Thành ra là các bạn lưu ý như vậy. Rồi thêm một cái nữa là UC sẽ apply trên Common App nha các bạn. Apply trên Common App thì chị Thanh cũng nói luôn là cái buổi hôm nay bạn nào cung cấp hết đầy đủ thông tin cho các chị ở bên IDP, bao gồm thông tin mà chị Thanh cần ha, tại vì chị Thanh phải upload lên hệ thống để report, thì chị Thanh mới lấy được cái code miễn phí application $100 cho các bạn nếu mà các bạn nào apply vào khóa 23. Thì các bạn cần cung cấp thứ nhất là họ tên nè, ngày tháng năm sinh nè. Lỡ mà sinh mà già quá thì tôi ai miễn phí apply, đúng không? Là phải xin đúng ngày tháng năm của mình nè. Rồi email của các bạn nè, ngành học mà các bạn quan tâm, cũng như là cái gọi là cái những cái thông tin về gì, số điện thoại, không có cần địa chỉ nhà đâu. Số điện thoại của các bạn thì các bạn gửi, các chị bên này có form không thì gửi cho các em nó điền cái thông tin đó và các bạn gửi lại cho chị. Thì chị sẽ upload lên hệ thống để có thể lấy cái miễn phí application $100 trên Common App cho các bạn khi mà các bạn lựa chọn apply vào UC cho kỳ fall 23 ha. Và cái này chỉ dành cho những bạn nào apply trước ngày 1 tháng 12 thôi nha, tại vì đang rất là gấp, tại vì cái early action đó các bạn, nó sẽ là cơ hội để các bạn có được học bổng như nãy giờ chị Thanh nói cái điều kiện nè, và nó còn là cái cơ hội để mình review lại cái quá trình xét thứ hai, có nghĩa là một cái đợt lọc vào thứ hai vào tháng 3. Có nghĩa là khi đó mình sẽ có một đợt deal học bổng tiếp với trường, review lại, tụi chị sẽ ngồi xuống để review lại, và có nghĩa là danh sách sẽ gom lại những cái bạn nào mà quan tâm vào UC á, thì các bạn sẽ bắt đầu có một cái đợt, ví dụ như chị ơi, chị trường cấp cho em 15.000, nhưng mà bây giờ em muốn thêm 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 gì đó, thì profile của em ở, em mới thì IELTS được 8 chấm, ok chị Thanh sẽ deal cho em ha. Và các bạn yên tâm ha, là tỷ lệ deal học bổng cho các bạn là chị Thanh deal thành công lên tới 90% nữa nha, thành ra đừng có lo. Có nghĩa là các bạn chỉ cần biết một điều là làm hồ sơ sớm, càng sớm càng tốt, nộp trước càng sớm càng tốt, và cái chuyện mà lấy tiền của trường đó là chuyện của chị Thanh với các bạn, đừng có lo ha. Có nghĩa là mình sẽ step by step đó. Thành ra là chị Thanh muốn chia sẻ cái buổi ngày hôm nay với các bạn để các bạn có thể hiểu rõ về cái quy trình xét học bổng của UC cho năm 2023. Nhưng mà nhớ ha, phải gửi thông tin cho các chị để các chị có thể là có cái kiểu như là xin được cái mã code để miễn phí application fee cho các bạn nha. Rồi các bạn nào tiếp theo
Dạ, cảm ơn chị Thanh. À, bạn, câu hỏi tiếp theo của bạn Như Loan đó là bạn hỏi là trường mình có đào tạo về ngành AI không? À, hồi nãy chị Thanh có nói đó là Dạ. AI nó nằm trong computer science đó các bạn, có nghĩa là UC rất là gọi là thì đó người ta 200 tuổi rồi, người ta già lắm, người ta khá là truyền thống, suy nghĩ của người ta khá là truyền thống, mặc dù cũng rất là cũng như là cũng open các kiểu, nhưng mà bên khoa đó họ 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 có một cái họ họ rất là họ hơi hơi bị cứng, họ hơi bị cứng nhắc. Mặc dù là mọi người không phải là tụi chị ở các nước không tuyển sinh quốc tế không, mà cả các cái hội đồng mà admission ở trong nội địa đó cũng đề nghị là phải nhắc ra, phải list ra nhỉ. Họ nói không, không chịu, nó là computer science là nó nằm ở trong đó là phải tự hiểu rồi xong nghỉ nói luôn, nên sẽ là các bạn đừng có cảm thấy khó chịu với UC ha, mặc dù họ họ khó chịu nhưng mà họ rất là dễ thương, có nghĩa là quan trọng là khi mà các bạn học ở trong computer science các bạn có co-op, các bạn sẽ có những cái hướng định hướng riêng nhỏ nhỏ của các bạn, từng cái mi từng cái nhánh 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 nhỏ nhỏ trong đó, thì các thầy các cô bên đó là sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Rồi Yeah. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thu Nguyễn, là trường có đào tạo thạc sĩ về chuyên ngành sinh học không ạ? À? Và chương trình co-op có dành cho chương trình thạc sĩ không hả chị? à, thì thạc sĩ lại là chương trình thạc sĩ, thì chị nói chung ha, các cái bạn nào mà thạc sĩ thì các bạn cung cấp thông tin cho các anh chị bên IDP, rồi sau đó là chị Thanh sẽ có cái phản hồi riêng. Thì thường cho tới hiện tại bây giờ là bên chương trình thạc sĩ, chị nói chung luôn thạc sĩ của UC á, thì chỉ có thạc sĩ bên nhóm ngành Engineering and Technology và Business thì mình mới có co-op. Còn đối với lại cái nhóm ngành mà về khoa học tự nhiên á, là về Science, thì tới hiện tại bây giờ là thạc sĩ bên đó là mình sẽ có chương trình research cực kỳ hay và cực kỳ nói chung là rất là hấp dẫn. Chương trình research bên đó là các bạn sẽ được research vào dự án của các giáo sư, và dự án đó nó sẽ tùy theo cái phần apply của các bạn vào cái dự án đó và cũng như cái profile của các bạn, thì các bạn có thể lựa chọn những cái dự án kiểu như là được tài trợ cấp trường cho tới cấp chính phủ liên bang. Thành ra là các bạn yên tâm, tại vì UC là khoa Science của UC là top 50 trường đại học công lập nghiên cứu hàng đầu ở bên Mỹ. Thành ra là mọi người không cần phải lo nếu mà các bạn muốn học Science của UC. Tại vì như như hồi nãy chị có nói là cái UC có nền tảng là trường y, nên thành ra là UC còn có một cái khoa gọi là khoa Allied Health rất là tốt. Thì nó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái cơ hội về nghiên cứu để mà các bạn có thể tham gia khi mà các bạn học nhóm ngành, đặc biệt là về Biology, là một cái nhóm ngành về khoa học mà về liên quan tới sức khỏe nữa. Rồi, thì bạn có thể gửi thông tin cho các chị bên IDB, chị sẽ gửi chi tiết về cái những cái phần này cho bạn ha. Dạ, câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Hà Trần, là bạn muốn hỏi về cái chương bạn muốn hỏi là chương trình của ốp thì chỉ có dành riêng cho khoa business với engineering thôi phải không chị? Ngành dược hoặc là education thì có chương trình của ốp không ạ? À? À thì đối với lại cái nhóm ngành co-op đó, sorry, đối với các hoạt động về cái chương trình co-op đó, thì mình sẽ có, thứ nhất là mình có engineering nè, thứ hai là IT, thứ ba là kiến trúc thiết kế, là nguyên cái khoa luôn đó. Rồi một cái nữa là cái đó là một khoa, cái nữa là bên business với lại communication, tới hiện tại là như vậy ha. Còn riêng đối với lại các cái nhóm ngành mà bạn hỏi là về dược ha, về dược với lại cái gì em, về dược Education về giáo education, dục đại học. education đó, thì nó sẽ có chương trình gọi là service learning mà là teaching cái gì đó, nãy chị quên mất rồi. Nói chung là đối với lại cái education đó là em có một cái chương trình tham gia, đó là em sẽ được dạy trực tiếp tại các trường luôn. Em sẽ dạy trực tiếp tại, nếu mà em tùy theo ha, tại vì education của UC là rất nhiều các cái nhóm ngành để lựa chọn. Em sẽ được tham gia những cái gọi là dạy trực tiếp tại các trường. Chỉ có một bạn duy nhất học education cho tới hiện tại, và bạn đó đã học xong master ở bên UBAN, không phải là UC. Học master ở UBAN và bạn đang làm việc ở trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì nếu mà bạn nào muốn cái đó thì để chị kết nối với chị đó cho các bạn ha, tại vì education nó rất là đặc biệt. Còn đối với farm á, đối với dược á, thì như chị hồi nãy chị mới nói là dược của UC là không có từ bậc đại học đồ lên ha, mà chỉ là professional thôi. Đó, nên thành ra là đương nhiên trong dược thì các bạn cũng có chương trình co-op, nhưng mà cái đó nó là một cái chương trình rất riêng của khoa. Khi mà mình vào mình học thì bên khoa họ mới phổ biến cho mình. Nhưng mà theo như họ họ cho tụi chị biết là mình sẽ có các cái co-op, ví dụ như mình có thể làm việc tại các cái hệ thống dược ở trong hệ thống bệnh viện, hoặc là các cái hệ thống mà các cái công ty dược, cũng như kiểu như dạng như phân phối thuốc đó, thì tùy tùy theo định hướng mình muốn đi theo hướng nào, họ sẽ có những cái hướng cho mình. Dạ,
Bạn cũng có câu hỏi tiếp theo đó, chị Thanh, là bạn đang học, bạn thấy là trường Broward ở Việt Nam có liên kết với trường của mình, thì khi mà bạn học ở Việt Nam thì xong thì bạn transfer qua Cincinnati thì bạn có được tham gia cái chương trình co-op hoặc là internship không ạ? À, ok, đây là một câu hỏi rất hay. Hôm qua chị mới đi dự lễ tốt nghiệp bên đó. Thì thật sự ra là UC làm việc với hệ thống BC ở trên toàn cầu luôn, là từ Florida là lên, là tại vì BC họ có campus rất là nhiều nơi trên toàn thế giới. Thì những bạn nào học BC á, sẽ đặc biệt chỉ có hệ thống BC thôi nha, chứ còn hệ thống khác là có mở các kiểu không được tính. Thì các bạn sẽ được tính như là một sinh viên học chương trình đó ở tại Mỹ và đạt được UC chấp nhận là transfer, là như hệ thống một sinh viên học trong nước Mỹ transfer vào UC. Thì đương nhiên là bên đó họ chỉ dạy các nhóm ngành về business, và có nhóm ngành về một cái nhóm ngành về IT. Thì các bạn khi mà chuyển tiếp vào UC thì đương nhiên là các bạn sẽ pass suốt 2 năm hoặc miễn 2 năm và các bạn bắt đầu bước vào năm thứ ba. Thì lên theo lộ trình của UC, tất cả sinh viên mà transfer, mà các bạn khi mà các bạn vào học chương trình nào mà có co-op thì các bạn sẽ được đi co-op từ 2 cho tới 3 kỳ, vẫn được tham gia bình thường. À, nhưng mà tuy nhiên là các bạn sẽ khác một điểm là các bạn phải vào, các bạn học một kỳ xong các bạn mới bắt đầu đi co-op. Nên thành ra chương trình của các bạn nó sẽ khác hơn. Ví dụ như mình chuyển tiếp vào thì mình sẽ có một cái lịch riêng của mình, là mình vào ngay cái kỳ đó là mình phải học trước một kỳ tại trường để cho mình chuẩn bị các kiểu profile này kia các kiểu, với là mình làm quen với advisor rồi career counselor các kiểu xong. Thì sau đó cái kỳ tiếp theo mà sau kỳ mình chuyển tiếp thì mình mới bắt đầu đi co-op. Và co-op của mình sẽ được diễn ra là từ 2 đến 3 kỳ tùy theo nhóm ngành. Vẫn đi co-op bình thường ha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Adam á, nhưng mà bạn có họ là ngành AI với computer science thì trường có hay không thì nãy chị Thanh đã có nói ở phía trên rồi, nhưng mà bạn nói là bạn đang đã tốt nghiệp ở đại học ở Việt Nam, thì chị Thanh cho em hỏi là bạn có nên apply lại cái chương trình đại học ở UC không, và bạn muốn học về cái computer science thì bậc đại học. Tại vì thật sự ra cái này nó phải còn tùy thuộc vào cái profile của bạn nữa. Tại vì nếu mà bạn thật sự ra nếu mà học thạc sĩ ha, học thạc sĩ ở bên engineering á, thì thứ nhất là họ yêu cầu các bạn phải có điểm GRE. Đây là một cái điểm cực kỳ khó và cực kỳ hại não. Vậy chị thấy SAT đã khó rồi mà cái này nó còn khó hơn nữa. Rồi xong rồi nếu mà muốn vào học master của Computer Science thì GPA tối thiểu của các bạn phải từ 3.2 trở lên. Đó, thì không cần đánh giá bảng điểm đâu, chỉ cần 3.2 trở lên. Thì là các bạn IELTS của các bạn thì 6.5, là các bạn GRE thì chị không biết là họ yêu cầu bao nhiêu, nhưng mà họ bắt buộc phải có điểm GRE. Thì đó, thì là cái requirement cơ bản nó là như vậy. Thì nếu mà bạn đáp ứng được cái đó thì bạn cứ học thạc sĩ thôi, tại vì thạc sĩ của bên khoa Computer Science nó sẽ có co-op và các bạn sẽ học 2 năm và nó sẽ có 2 kỳ co-op. Đó. Còn nếu không thì bạn có thể lựa chọn đi kiểu như là transfer. Bạn có thể transfer thì sau khi bạn đánh giá bảng điểm, nếu bạn học ở Việt Nam mà đánh giá bảng điểm thì cái cơ hội học bổng cho bên transfer nó cũng không cao lắm. Nó chỉ có maximum 15.000 thôi và nó sẽ dựa theo điểm số GPA sau khi bạn đánh giá tối thiểu là 3.2 trở lên thì bắt đầu họ đã offer học bổng cho mình rồi. Và đối với khoa Computer Science mà transfer thì điểm GPA tối thiểu để được nhận chưa có học bổng là 2.8. Dạ, Đó, thì cái đó là còn nếu trong trường hợp mà bạn muốn học phép mình luôn thì như thế nào đó chị? không Chọn được học. em, tại vì nguyên tắc mình đã học một đại học rồi mình không được học freshman, Dạ. cái đó là nguyên tắc, cái đó là nguyên tắc chung của các trường ở Mỹ là họ sẽ không cho phép mình học freshman luôn, nhưng mà bạn phải đi dạng transfer thôi. Ok. Em đến câu tiếp theo của bạn Trung Châu, bạn hỏi là freshman engineering là gì ạ? À, freshman engineering nó có nghĩa là vậy này em, có nghĩa là em muốn học engineering mà em không biết em thích học cái gì. Ví dụ như nghe chị Thanh nói khóa, trời giống chị Quỳnh đó cũng thích. Nghe chị Thanh nói học mechanical engineering làm ở BMW cũng thích. Nghe chị Thanh nói biomedical engineering lương cao hơn bác sĩ cũng thích luôn. Hay là computer science rồi được làm ở mấy cái tập đoàn công nghệ lớn hàng đầu thế giới, nhìn những thứ ở thung lũng Silicon gì cũng thích luôn. Rồi cuối cùng em học cái gì? Em không biết. Em vô freshman engineering dùm chị. Ở trong đó em sẽ học và em sẽ có những cái người cố vấn. À, đặc biệt đối với freshman engineering họ sẽ có cái người cố vấn riêng cho em. Riêng có nghĩa là riêng cho cái nhóm này đó, chứ không phải là private của mình ha. Có nghĩa là cho cái khoảng nhóm khoa này để mà có thể là hỗ trợ cho các bạn định hướng cho các bạn xem là các bạn thích đi hướng nào. Các bạn thích đi hướng nào thì sau đó là
để đảm bảo là hết năm thứ nhất các bạn có thể chọn được cái ngành học mà mình mong muốn. Và tương tự như vậy, cái freshman engineering này thì tương tự như vậy, bên khoa business họ sẽ có một cái nhóm ngành gọi là business undecided, và cũng y chang vậy luôn á, có nghĩa là không biết học cái gì business, nghe nói cái nào cũng hay hết, thì mình học business undecided. Còn nếu mà các bạn mà không biết học cái gì nữa luôn á, các bạn không có định hướng được engineering, IT hay cái gì, thì trong khoa art and science là cái khoa mà khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nãy chị Thanh có show lên cho các bạn, nó có một nhóm ngành gọi là exploratory study, là các bạn vô trong đó các bạn học, các bạn học và các bạn có cái người cố vấn luôn để mà làm sao hỗ trợ cho các bạn lựa được cái nhóm ngành nào mà các bạn yêu thích và các bạn phát triển và định hướng theo nhóm ngành đó, xong rồi các bạn chuyển vào cái major để các bạn học đó. Nó sẽ có ba hướng. Cảm ơn câu hỏi của bạn nha, nếu không là chị quên chỗ đó. Đúng rồi chị Thanh. Có câu hỏi tiếp theo của bạn Cát Vi, là bạn muốn hỏi là trường có dự định mở ngành data science ở bậc cử nhân và thạc sĩ không ạ? Và bạn có nói là bạn đã từng tốt nghiệp cấp 3 ở Úc nên điểm tốt nghiệp của bạn được tính bằng ATAR. Hiện tại thì em đang học đại học ở cử nhân ở Việt Nam, thì nếu muốn học chương trình cử nhân của trường mình đó, thì có yêu cầu tối thiểu điểm của ATAR là tối thiểu là bao nhiêu không ạ? Thì bạn có, với lại bạn có phải thi SAT lại không ạ? Thì thứ nhất ha, cái điểm học ở Úc của bạn đó, có cái này, có gì cái này là tại vì nó là một cái gọi là nó là một cái unit đó, thành ra là bạn có thể là đợi chị hỏi, tại vì chị phải hỏi, tại vì chị bên trường chị có một cái bộ phận international admission mà họ chuyên fill những cái điểm nó ra, hay là họ có những cái processing đó, thì do là chị không nắm rõ cái phần đó đâu, nên là chị phải hỏi thôi, còn cái nào biết thì chị nói ha. Rồi thì cái phần đó bạn báo với các chị thì các chị sẽ hỏi và chị phản hồi là bạn, cái đó là cái thứ nhất, người bạn yên tâm, sao chỉ cần bạn học mà trong hệ thống mà tốt nghiệp các kiểu mà nó được công nhận thì được công nhận, không sao hết. Rồi cái thứ hai là bạn hỏi cái data science, thật ra cái data science là nó nằm thứ nhất là trong computer science nè. Nếu mà bạn muốn học theo hướng computer science thì nó nằm trong data science. Nếu mà bạn muốn học trong hướng IT thì UC có data science technology bên nhóm ngành IT. Còn nếu mà bạn muốn học mà data science mà để ứng dụng thì bạn sẽ có business analytics. Đó là ba cái hướng mà của UC thì data science là có. Có nghĩa là ở đây mình giống như nãy ban đầu nãy chị nãy giờ chắc bạn cũng đang live, bạn cũng đang nghe chị nói là UC không có tách ra, không có tách ra mà nó nằm nhỏ trong từng cụm vậy đó. Thì bạn muốn đi hướng nào, nếu mà bạn muốn hướng đi technology thì nó nằm là data science technology, nó thuộc nhóm ngành IT. IT mở ngoặc ở đây là không phải là cài quân dạo nha, mà IT ở đây là information technology, có nghĩa là ứng dụng của các cái nhóm ngành, của các cái chương trình ứng dụng bên lĩnh vực về business ha. Thành ra là nếu mà bạn muốn đi hướng nào thì bạn có thể lựa chọn và nó có cái hướng phát triển cho bạn hết. Em cảm ơn chị Thanh. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thùy Linh đó, là bạn hỏi là trường mình có chương trình học bổng cho ngành thiết kế và kiến trúc không ạ? Bạn ơi, học bổng của UC là nó chung hết cho tất cả các ngành nha bạn ha. Nhưng mà nếu mà bạn muốn học về thiết kế và kiến trúc thì bạn nhớ dùm chị, cực kỳ quan trọng là phải nộp trước ngày 1 tháng 12, có nghĩa là không phải là tới ngày 1 tháng 12 em mới bấm một cái submit, mà là tốt nhất là submit trước 15 tháng 11 đi. Đó, tại vì ở trên hệ thống của bên khoa bên đó họ sẽ lấy hồ sơ, họ sẽ gom hồ sơ từ bắt đầu mở apply là tháng 8 cho tới bừng 0 giờ ngày 1 tháng 12 là họ close lại. Đó, thì học bổng thì bình thường thôi bạn. Học bổng thì UC offer học bổng chung dành cho sinh viên quốc tế. Đó, thành ra là bạn không cần phải lo ha, và quy trình xét học bổng nó vẫn như nhau. Nhưng mà tuy nhiên chị nhấn mạnh lại, nếu mà bạn nhắm vào ngành kiến trúc và thiết kế nội thất của UC là bạn phải có, một là bạn học chương trình quốc tế, ví dụ như là IB, AP thì không cần phải lo. Còn nếu mà bạn nào mà học các chương trình trung học phổ thông của Việt Nam thì các bạn nhớ dùm chị là các bạn phải thi AP Pre-Calculus và Physics dùm chị. Tại vì cái nhóm ngành của kiến trúc và thiết kế nội thất này họ confirm là họ nhận, họ bắt buộc phải có cái đó chứ không có xin, không có xin xỏ năng để gì được hết. Đó nên thành ra các bạn phải lưu ý dùm chị. Còn không á, thì khi mà mình apply vào mình không có hai cái đó thì họ lại offer mình qua cái nhóm ngành exploratory study, là tại vì vô đó mình sẽ học pre-calculus này, mình phải học physics, là mình phải học một số môn basic đó, thì mắc công lắm. Mình đã apply là mình muốn mình phải vào được cái ngành đó, nên thành ra là các bạn phải có sự chuẩn bị về cái phần đó giùm chị ha. Rồi học bổng thì bình thường, còn nếu mà bạn apply các cái ngành design khác của UC thì không có cần cái pre-calculus với lại cái physics đâu nha. Và nhớ nha, vẫn nhớ dùm chị nha, riêng cái khoa này cực kỳ khó chịu là bon một cái là 0 giờ ngày 1 tháng 12 giờ Mỹ nha, là không nhận hồ sơ. Rồi. Dạ,
Em cảm ơn câu trả lời của chị. Tiếp theo cái câu hỏi của bạn Trang Nguyễn là bạn muốn hỏi về là trường mình có offer chương trình truyền thông không ạ? À? Và nếu mà bạn đạt được mức học bổng khoảng tầm 20.000 thì nó tính ra về tổng số học phí của bạn là khoảng bao nhiêu phần trăm? Và bạn đang học trung học phổ thông, tức là hệ trung học phổ thông ở Việt Nam mình đó, thì bạn có nên apply vào UC và chương trình về ngành truyền thông không ạ? À? Bạn đang lo lắng về các môn học của bạn. À ok em. Ngoại ngoại trừ hồi nãy giờ chị đang nói ngoại trừ, các bạn cũng đang nghe ngoại trừ cái ngành thiết kế nội thất kiến trúc mình nó đòi cái đó, thì tất cả các ngành khác mình apply ok em ha. Mình các cái trường khác mà trường mà không phải là professional school thì mình apply bình thường. Và thật sự ra có một cái thông tin cho các bạn là các bạn phải biết là cái hệ phổ thông của mình đào tạo làm được đánh giá là tốt. Nên thành ra các bạn qua đó các bạn chỉ có bị duy nhất một cái, đó là cái rào cản của ngôn ngữ thôi. Thì đương nhiên mình định học tiếng Việt, học tiếng Anh. Nhưng mà cái gọi là cái cấp độ học của mình đó, nó lại cao hơn. Về toán, về các kiểu mình học khá là cao hơn so với cái mặt bằng trung học phổ thông ở bên Mỹ. Nên thành ra là việc mà các bạn qua đó các bạn học hoàn toàn bình thường, chị thấy không có vấn đề gì hết đâu. Các bạn đừng có lo lắng. Nhưng mà cái vấn đề mà bạn chị thấy bạn quan tâm đó là bạn muốn học communication. Thì bên UC là có chuyên ngành communication, mà như hồi nãy chị nhấn mạnh 20 lần là communication confirm là có co-op. Thành ra nếu mà bạn học communication thì bạn có cơ hội tham gia co-op 3 kỳ đối với chương trình communication này. Và bạn hoàn toàn có học phổ thông bình thường, tại vì đa phần các bạn sinh viên Việt Nam mình apply vào UC đều học từ các hệ thống các trường trung học phổ thông ở tại Việt Nam hết. Và UC không phân biệt trường chuyên hay trường thường hay trường gì hết nha các bạn. Chỉ cần các bạn đến từ một trường trung học phổ thông được công nhận trong hệ thống của toàn quốc gia Việt Nam và chương trình học của các bạn là chương trình học chính quy của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam là ok. Chứ không phải là em học ở miền núi thì em không được, hay là em học ở đồng bằng em mới được, không có. UC không có sự phân biệt nha. Thành ra các bạn hoàn toàn yên tâm và tự tin apply ha. Dạ em cảm ơn chị Thanh. Câu hỏi cuối của bạn Minh Hà là bạn hỏi là nãy bạn thấy slide là có chuyên ngành về optometry là ngành thị lực đó chị, thì ngành này điều kiện đầu vào thì có cần phải thi bài thi riêng không, và chị đó giới thiệu đôi chút về chuyên ngành này cho bạn ạ. Ngành này đặc biệt, ngành đó với ngành pre-dentist là không tuyển sinh viên Việt Nam là không học. Câu trả lời cuối cùng là không học, thành ra chị không biết. Nhưng mà tuy nhiên chị sẵn đây bạn hỏi chị có một cái giới thiệu như vậy, đó là UC có ngành, có một cái khoa gọi là khoa Allied Health, là khoa chăm sóc sức khỏe. Thì trong cái khoa Allied Health này, các cái ngành trong Allied Health này nó nhiều lắm. Thì trong đó nó có một cái nhóm ngành mà chị đang muốn hỗ trợ thông tin đến các bạn, đó là cái Medical Lab Science. Thật sự ra là các bạn mình ở đây mình sẽ có một cái quan điểm là mình nhìn những cái người mà làm kỹ thuật viên trong các phòng xét nghiệm ở Việt Nam mình, trong các bệnh viện, thì mình thấy mấy người nó làm cái gì, lấy máu làm gì. Không có đâu các bạn, ở bên nước ngoài, các nước phương Tây, những cái người làm những cái ngành đó là kiến thức của họ không có thua gì bác sĩ đâu bạn. Tại vì view mình, bác sĩ nhìn mình, bác sĩ đâu biết mình bệnh gì. Bác sĩ phải cho mình đi test máu, cho mình làm các kiểu. Thì những cái người mà họ làm trong medical lab này, họ là những người có học vấn, có học thuật, có chuyên môn rất là cao, để mà có thể đánh giá và định được cái mức độ, cái lượng, ví dụ xét nghiệm máu của mình, lượng đường, lượng này, lượng kia, thì bác sĩ mới nhìn vô đó, bác sĩ mới là view cho, mới là lấy cái bộ nhớ ra, là bác sĩ mới định bệnh cho mình. Thì các bạn lưu ý ha, ở bên Mỹ hiện tại bây giờ cái nhóm ngành này là nó khá là hot. Trong cái nhóm ngành chăm sóc sức khỏe, bên cạnh cái nhóm ngành mà định chuẩn đoán bệnh bằng chuẩn đoán hình ảnh á. Nhưng mà đối với medical lab này thì chị nhận được cái confirm từ khoa Allied Health là sau khi các bạn học 6 kỳ, các bạn sẽ có 12 tháng co-op. Các bạn sẽ có được 1 năm co-op tại hệ thống bệnh viện UC Health của UC, hoặc là hệ thống bệnh viện Nhi ở ngay tại thành phố Cincinnati. Xong rồi sau đó các bạn mới back lại, các bạn học tiếp 2 kỳ và các bạn tốt nghiệp. Và cái này confirm cho sinh viên quốc tế luôn nha, bắt đầu từ năm 2022. Hiện tại chị đang có 2 bạn chuẩn bị nhập học cho nhóm ngành này. Chương trình rất hay, nên thành ra chị đang muốn chia sẻ với các bạn, nếu mà bạn nào muốn học về các cái chương trình về chăm sóc sức khỏe, thì khi mà các bạn view các cái nhóm ngành đánh giá ở bên Mỹ, thì các bạn phải biết là họ viết cái bài đó cho người Mỹ, chứ không phải viết cho mình. Mình là sinh viên quốc tế, hai cái nó khác nhau các bạn. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Họ viết cái bài đó cho người Mỹ, chứ họ không có viết cho người cho sinh viên quốc tế. Thành ra các bạn phải tìm hiểu kỹ với kiểu như là với các anh chị bên IDP, hoặc với đại diện các trường, để xem là những ngành nào nó thật sự phù hợp với lại sinh viên quốc tế.
Và chị đánh giá cái ngành Medical Lab Science này nó rất là hấp dẫn. Và nó là ngành Science ha, thì nó là OPT vẫn là 36 tháng sau khi tốt nghiệp. Ngành này cực kỳ hấp dẫn các bạn. Giống như các bạn thấy là cái cô mà bên Đại học Oxford mà cổ làm ra cái vaccine đó, COVID đó, thì cổ đâu phải là bác sĩ các bạn, cổ là tiến sĩ. Cổ là tiến sĩ về lĩnh vực, nói chung là lĩnh vực mà như chị nhớ là bên lĩnh vực về y sinh học, chứ cổ không phải là bác sĩ. Đừng thấy chữ doctor cái phát là bác sĩ nha, không phải, cổ là tiến sĩ. Cổ là một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ, chị rất thích cái cô đó. Đó, thành ra là các bạn lưu ý là không phải cứ nhất định mình đang học bác sĩ, đúng rồi, bác sĩ thì lương cao. Nhưng mà thật sự ra bây giờ bác sĩ lương không có cao bằng cái ngành biomedical á. Biomedical engineering lương rất cao, cao hơn bác sĩ. Đó, và nhu cầu đang rất là lớn. Và thí dụ như bạn học medical lab, science, con gái học ngành đó đi rất là hay, rất là dễ thương, vẫn làm trong phòng lab bệnh viện. Nhưng mà cái level của mình nó cao hơn. Nó cao hơn và cái ở bên đối với ở bên các nước phương Tây thì các bạn phải hiểu là các bạn khi các bạn học á, thì những người mình làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe họ không bao giờ họ đòi họ không bao giờ họ đưa ra yêu cầu thấp cho các bạn đâu, yêu cầu rất cao, tại vì bạn liên quan tới con người mà, chứ không phải là bình thường nội. Mà các bạn ở đây các bạn nghĩ là các anh chị điều dưỡng ở Việt Nam mình trong bệnh viện mình thấy quá tầm thường, không có đâu. Điều dưỡng cái level yêu cầu họ rất cao, thành ra là các bạn phải thay đổi suy nghĩ nếu mà các bạn muốn học cái ngành chăm sóc sức khỏe. Còn bạn là vẫn ủa thì bên Mỹ các bạn học đó, bạn học medical lab xong nữa các bạn muốn làm bác sĩ, các bạn cứ dịp thi em khác các bạn là bác sĩ thôi, đâu ai cấm. Ở bên Mỹ họ không phải giống Việt Nam mình là bạn chỉ đi đường thẳng, bạn có thể đi vòng, ví dụ như chị học business xong vài bữa thì chị lấy thạc sĩ về piano được không? Được, đâu ai cấm chị. Thành ra là các bạn phải open chút xíu ha. Nhưng mà cái ở đây mà chị Thanh đang muốn chia sẻ với các bạn là thay vì các bạn đi hướng ngành đó, các bạn nếu mà muốn đi lĩnh vực chăm sóc các sức khỏe, các bạn nên suy nghĩ tới cái nhóm ngành medical lab mà chị Thanh vừa chia sẻ. Tại vì họ đã confirm cho chị là có co-op 12 tháng. Và OPT sau khi tốt nghiệp vẫn là OPT của nhóm ngành STEM. Dạ, thank you. Em cảm ơn chị Thanh. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thùy Linh đó là bạn, em thấy bạn rất là quan tâm với ngành thiết kế nội thất và kiến trúc nha, nên bạn muốn hỏi về cái học bổng của nếu mà bạn thi về SCT là tối thiểu bao nhiêu. Thì hồi nãy chị Thanh cũng nói là khoảng 1.280 đúng không chị? 1.280 là mình được học bổng yêu thương là 5.000. Còn nếu mà bạn tại vì khi mà UC xét học bổng cho các bạn lưu ý giùm chị ha, tất cả các ngành luôn ha, và cái ngành kiến trúc và thiết kế các kiểu thì mình không đòi profile nha các bạn, thành ra các bạn không cần phải lo lắng. UC chỉ xét trên điểm số của các bạn mà thôi. UC không xét hoạt động ngoại khóa, không xét các cái kiểu khác, mà UC chỉ xét trên điểm số của các bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hai bài essay của các bạn. Khi mà các bạn viết essay trên Common App thì mình có hai bài thì các bạn viết essay. Rồi xong rồi tất cả là chỉ tập trung vào điểm số và điểm số mà thôi. Như vậy nó mới thể hiện một cái sự công bằng cho tất cả các bạn. Ha, nên thành ra là em cứ yên tâm, bây giờ em muốn học bổng gì em nói chị đi, chị cho em con số của năm 22 nghe xong đừng xỉu bỏ chạy. Thì ví dụ như là kiểu học bổng mà hồi nãy chị có khoe là có bốn bạn mà học bổng vui đó, 28.000 á, thì mấy bạn đó là SAT là 1.480 trở lên, 1.480 trở lên, và cái mức maximum hồi năm 22 của UC là SAT 1.530 điểm. Có nghĩa là khá là cao mặc dù dịch nha, nhưng mà vẫn có thể thi được SAT như vậy rồi, và rất là tốt tại vì các bạn đã chuẩn bị từ đầu rồi. Thành ra là yên tâm, em muốn bao nhiêu em cứ báo riêng với chị Thanh nha. Với lại chị Thanh cho em hỏi là cái mức học bổng mà 100% đó là mình có giới hạn số lượng cho học sinh Việt Nam không, và xét từ trên xuống dưới hay như thế nào chị, đừng cho mấy bạn. Thank you em. Có nghĩa là UC từ trước tới giờ, UC hồi nãy chị Thanh có nói đó là trường này có tiền, nhiều tiền lắm. Nhưng mà muốn kiểu như là muốn cấp học bổng nè, đúng bạn là các bạn muốn tới trường đó, nên thành ra là thật sự ra là cái ngân sách UC cho học bổng cho sinh viên quốc tế mình không có giới hạn số lượng nha, mình hoàn toàn không có giới hạn số lượng, và mình cũng không có kiểu mà làm khó các bạn. Nhưng mà tuy nhiên là do nhìn từ điểm số nên thành ra họ sẽ lấy từ trên xuống, và họ sẽ cấp học bổng. Thí dụ như hồi nãy chị có nói là UC năm nay sẽ có hai vòng đó, thì vòng một là thí dụ như là hồi 22 á, thì cái bạn mà 1.530 điểm á là bạn được có 15.000 thôi. Có thể là bạn lại méo máu, bạn bảo sao chị nói với em là em có cơ hội em lấy full đó, thì em phải qua một vòng nữa. Thế là bạn ok, nhưng mà tại vì bạn rất thích học UC
là bạn sau khi mà bạn qua vòng 2 rồi bạn deal học bổng các kiểu xong là bạn được offer thêm hay là bạn cancel hết, bạn chỉ có chọn UC thôi, mà trước đó là bạn để thể hiện thiện chí là các bạn biết là mấy chị ở IDP là biết là điểm đó cao, bạn có nhiều cơ hội để mà lấy mà early decision học bổng cao luôn, là ngon kiểu như là theo như bạn đó có là ngon bằng cành đào hơn UC đó, nhưng mà bạn cũng cancel luôn là tại vì bạn thể hiện thiện chí là bạn muốn học lên bên trường. Nên thành ra là sau đó là chị đi học bổng tiếp, bạn viết một cái bài essay và bạn trao đổi với bên trường xong thì trường offer cho bạn luôn 28, lại là thêm cộng thêm nữa thành 28.000. Thành ra là rất là happy. Và bản thân của bạn là bạn cực kỳ tự tin để mà học tại trường, tại vì bạn rất là thích cái chương trình co-op của UC. Với lại bạn cũng có tham khảo những anh chị học trước và bạn có học computer science. Tham khảo các anh chị học trước thì bạn thấy là nó phù hợp với bạn. Em cảm ơn chị Thanh. Với lại em cũng biết thêm là nếu mà các bạn có ý kiểu như là ý định cho cái việc là mình đi du học thì mình nên chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt, đặc biệt nếu mà mình nếu mà mình muốn có một cái mức học bổng tốt để vừa có một cái tạo động lực cho mình cái việc đi du học và cũng là đã tiết kiệm được tài chính của ba mẹ thì mình phải chuẩn bị hồ sơ rất là sớm để khi mà mình nộp vào sớm với trường thì trường cũng thấy được cái thiện chí của mình. Đúng rồi, đó cũng là một cái rất là tốt cho hồ sơ của mình. Thì ở đây chị Thanh, trước khi Thanh trả lời tiếp thì Thanh cũng chia sẻ chút xíu á, là các bạn phải biết là chị một cái thông tin là chị làm gia trường được 9 năm rồi, và cái happy nhất của chị, vui nhất của chị á, là deal càng nhiều học bổng cho các bạn càng tốt. Chị rất là thích điều đó, tại vì học bổng ở đây á, là thứ nhất là hỗ trợ tài, là có nghĩa là giảm gánh nặng tài chính, là chuyện đó hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng cái học bổng đó, ví dụ giờ bạn nói bạn học giỏi đi, ủa cái gì chứng minh bạn học giỏi? Đâu có gì chứng minh bạn học giỏi, bằng thể hiện bằng học bổng. Và khi các bạn học bổng đó, các bạn phải hiểu là bây giờ mình nói chút xíu, mình nói xếp hạng đi, xếp hạng các nước trên thế giới, mình là đang phát triển, mà đang phát triển dùng danh sách từ 1 đến 10, mình ở số 10 chứ mình cũng không được số 1. Có nghĩa là người ta đánh giá mình không có cao. Nhưng mà khi mà mình bước chân qua một nước phương Tây, mình học một nước phát triển như Mỹ, mình bước vào một cái lớp học, mình đường đường chính chính, mình một sinh viên, mình tới một cái nước bị đánh giá vậy, nhưng mà mình đường đường chính chính, mình ngồi giữa các bạn Mỹ bên đó, mà mình lại có học bổng, mình học một nhóm ngành khó bên đó nữa, thì các bạn thấy là cái mức độ tự tin của mình nó tới mức độ nào. Và các bạn biết trong lớp, khi mà các bạn có học bổng tốt, các bạn có những cái điểm số tốt, thì danh sách là thầy nhìn vô là thầy nhớ Thanh nè, đó, nó học bổng nè, cái kiểu kêu liền Thanh, giới thiệu đi bạn đến từ nước nào, có phải là các bạn hãnh diện không? Các bạn thấy là cái đó là một cái sự gọi là nó là một cái động lực, nó tạo cái sự tự tin cho các bạn. Nên thành ra chị rất là sẵn lòng để mà hỗ trợ các bạn lấy học bổng, để mà chứng tỏ là cái nó giống như là một cái dấu mà đóng cái bực và xác nhận là tôi có năng lực, tôi học giỏi, trường mới cấp học bổng cho tôi, chứ không phải tự nhiên trường đâu thấy tôi đâu cơm dù cấp học bổng không có. Mà đối với một cái trường công như UC, các bạn biết là cái quy trình xét học bổng rất là khó ha, và nó rất là lâu và nó rất là mệt. Nó rất là mệt nữa. Nên thành ra là các bạn biết là các bạn kiên nhẫn lắm với chị, thì các bạn mới biết được là cái giá trị cái học bổng mình đó là như thế nào. Nên thành ra các bạn yên tâm, chị Thanh bằng khả năng, tất cả mọi thứ khả năng của chị Thanh sẽ hỗ trợ các bạn lấy học bổng tốt nhất, cũng như phối hợp với các chị bên IDP để mà mình có một cái quy trình để mà mình step by step mình apply làm sao mình cho mình hợp lý nhất. Nhưng mà làm gì làm, mình phải nộp sớm, tại vì UC không có decision, UC chỉ yêu cầu các bạn early action thôi. Hành động sớm là bạn sẽ có cơ hội sớm, vậy thôi. Tuyệt vời đó chị Thanh. Thật ra em cũng chỉ muốn chia sẻ với bạn là bản thân em cũng có học sinh cho UC, thì bạn feedback lại với trường rất là tốt, và bản thân là ngay khi mình nộp hồ sơ là đã được chị Thanh hỗ trợ rất là tốt về tất cả mọi thứ trong quá trình apply, giống như là sau khi mà có visa và nhập học ở trường, chị Thanh rất là hỗ trợ bên với cùng với các anh chị ở IDP. Cho nên khi mà xong cái buổi hội thảo này, các bạn có một cái ý định về việc nộp hồ sơ với trường, thì các bạn sẽ phải liên hệ với các anh chị ở bên IDP càng sớm càng tốt. Hồ sơ mình chỉ lo sợ về việc là trễ deadline, còn việc là mình nộp hồ sơ càng sớm càng tốt thì nó rất là có lợi cho mình. Và các anh chị ở bên IDP sẽ hỗ trợ cho các em rất là sớm, và cũng đồng nghĩa với việc là chị Thanh hỗ trợ cho cái việc là mình được miễn apply trên cái phí apply trên Common App. Đó là một trong những cái mà rất là tốt về phía trường. Em đọc câu hỏi tiếp theo về của bạn Như Loan đó chị, là bạn muốn lo lắng về việc là khi mà apply thì bạn hồ sơ của bạn có cần phải chứng minh tài chính không, và nếu có thì khi nào mà bạn phải bổ sung cái việc tài chính đó trong cái việc quá trình apply hồ sơ đến trường đó chị. Rồi,
Thì ở bên UC ha, là hồi nãy giờ quý vị phụ huynh và các bạn cũng thấy là chị nhấn mạnh rất là kỹ một điều là chỉ xét trên điểm số mà thôi. Và mình không cần, thứ nhất là không cần viết một cái đơn xin học bổng, ở đây em có xin nha, tôi có năng lực là tự động mấy người cấp cho tôi, có nghĩa là tự động hệ thống cấp học bổng. Ví dụ hai, tôi già quá, tôi không lấy học bổng mà điểm qualify được 15.000 họ vẫn cấp. Đó, có nghĩa là hệ thống tự động, mình nói đùa như vậy nhưng mà hệ thống sẽ tự động cấp học bổng dựa trên cái profile của các bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là UC hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải chứng minh tài chính, có nghĩa là không cần biết là gia cảnh các bạn như thế nào, chỉ cần tôi chỉ cần biết là các bạn học giỏi học tốt là tôi cấp học bổng cho các bạn vậy thôi. Nên thành ra là mình sẽ không phải chứng minh tài chính ở đây. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình vào cái, sau khi mà các bạn ví dụ như học bổng offer rồi, các bạn happy với học bổng của UC, các bạn muốn enroll trường để mà lấy cái I-20, thì khi đó các bạn mới phải chứng minh tài chính. Vậy thôi, là cái đó là quy trình tiếp theo rồi, dành cho lấy I-20 rồi không có các kiểu, thì cái đó là quy trình sau nữa. Còn khi mình nộp hồ sơ mình không cần phải chứng minh tài chính. Kể cả một cái điểm mà rất là hay ở UC, đó là sau khi các bạn chấp nhận trường rồi, các bạn phỏng vấn đậu rồi, các bạn vẫn chưa đóng học phí. Chỉ khi nào các bạn qua tới trường, các bạn làm thủ tục enroll ngay tại trường, gọi là check in ngay tại trường rồi, các bạn vào các bạn dự orientation tuần đầu tiên, thì cái tuần thứ hai là các bạn nhập học, các bạn mới phải đóng học phí. UC không deposit học phí, không bất cứ một cái gì hết nha, thành ra yên tâm. Mình chỉ bây giờ mình chỉ quan tâm cái step của mình, là riêng với UC là các bạn chỉ quan tâm một cái step duy nhất là làm sao nộp hồ sơ để lấy tiền của trường thôi. Vậy cho nó dễ. Cảm ơn chị. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Hà, chị bạn cũng hỏi về cái medical lab á, thì điều kiện đầu vào như thế nào và cái OPT sau khi tốt nghiệp thì như thế nào ạ? Và cũng hỏi thêm về cái chương trình học bổng, với lại là mình phải nộp hồ sơ vào tháng mấy thì cho kịp cái kỳ mùa thu của năm, em không thấy bạn để ý năm nhưng mà chắc là 2023 ạ. Rồi, thì quy trình chung của UC á, là mùa thu là mình phải nộp trước, nếu mà chung hết đó là 1 tháng 3. Nhưng mà đối với những nhóm ngành mà nãy giờ mình đang trao đổi, ví dụ như engineering, business, là kiến trúc thiết kế hay medical lab, là các bạn phải nộp trước ngày 1 tháng 12. Có nghĩa là ở UC á, cái kỳ mùa thu là cái kỳ nhập học lớn nhất, cũng như ở bên mình Việt Nam mình vậy đó. Các bạn thi tốt nghiệp xong rồi các bạn vào trường, các bạn học đại học vào tháng 9, thì UC là tháng 8, ở bên Mỹ là tháng 8, là cái kỳ back to school lớn nhất của nước Mỹ luôn. Thì cái kỳ phone đó là các bạn sẽ phải lưu ý dùm chị một cái chính sách, đó là early action. Mà cái early action này nó áp dụng cho cả sinh viên nội địa và sinh viên quốc tế, chứ không chỉ là sinh viên quốc tế không. Nên thành ra là mình đọc cái tên là mình thấy rất là fair, đó là early action, ai tới trước được trước, ai tới sau được sau, vậy thôi. Nên thành ra là cho dù ngành nào cũng vậy, các bạn muốn có cơ hội tốt, các bạn muốn có tất cả mọi thứ, các bạn bao gồm các bạn có chỗ, thì các bạn phải nộp trước ngày 1 tháng 12 dùm chị. Và điều kiện xét học bổng nó là điều kiện chung như hồi nãy giờ chị Thanh có nói, là GPA là 3.2, rồi IELTS tối thiểu là IELTS 6.5, rồi bài test toán các kiểu. Thì nếu mà các bạn không có SAT, không có ACT, thì liên hệ chị Thanh sẽ cho làm bài test toán của UC. Đó thì thôi, nó khá là đơn giản. À, sẵn đây chị Thanh nói luôn ha, là trường hợp bạn nào mà IELTS kiểu như là chị ơi, tới tháng 12 em mới thi IELTS, bây giờ IELTS em chỉ có 6 chấm thôi, mà các bạn vẫn muốn apply UC, thì các bạn phải làm hồ sơ luôn. Có nghĩa là mình sẽ có một suất giữ chỗ, xong rồi sau đó tới tháng 12 hình như giờ thi IELTS chị nghe nói là rất là nhanh, là có điểm rồi. Thì các bạn có thể thi online các kiểu, mấy chị bên đây IDB hướng dẫn. Thì mình thi tháng 12 xong, thì chỉ cần ví dụ như các bạn nói là chị Thanh, tháng 12, đầu tháng 12 em thi, thì tới khoảng giữa tháng 12 là có điểm, thì chị sẽ nốt lên hệ thống là 20 tháng 12 chị trừ cộng thêm 5 ngày nữa là bạn A này có điểm. Thì khi đó là trên hệ thống họ sẽ giữ chỗ cho bạn, và tới 20 tháng 12 bạn có điểm, các bạn pass liền điểm cho chị, đó là chị cập nhật hệ thống là xong. Có nghĩa là mình chưa đủ, mình cứ apply rồi sau đó mình thi, mình bổ sung để mình giữ chỗ. Chứ nếu không các bạn nói thôi chị ơi em đợi tới 20 tháng 12, ủa vậy thì qua 1 tháng 12 mất tiêu rồi, vậy là không có chị không có làm gì được hết, tại vì nó xa quá, nó tới 20 ngày rồi. Hai, thành ra các bạn lưu ý ha, cái việc mà mình apply sớm là thứ nhất là mình được giữ chỗ nè, thứ hai là mình sau đó mình có thể update thêm các điểm vào để người ta có thể người ta thấy hồ sơ mình tăng lên. Một cái thứ ba nữa là các bạn còn có cơ hội để mà lấy được miễn phí application, là các bạn nộp trước ngày 1 tháng 12 ha, các bạn lưu ý giùm chị ha. Với lại thêm một cái nữa là các bạn, khi các bạn nộp sớm như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái, và đó sau đó là các bạn sẽ rơi vào tình trạng chờ đợi tới tháng 2 mới có kết quả. À, vậy đó. Mọi việc nó sẽ xong sớm thì nó sẽ đỡ cho mình phải lo, chứ không có cần tới đó em ơi em biết em sẽ chưa
20 điểm đâu sớm nộp cho chị. Hoặc là ví dụ như tới khi đó các bạn nộp sớm trước ngày 1 tháng 12 thì trong quá trình đó mình coi mình có sai sót cái gì hay mình cần bổ sung cái gì thì mình lại có thời gian để mình bổ sung ha. Thành ra các bạn cứ cố gắng nha. Rồi. Em cảm ơn chị Hằng. Có một câu hỏi này của bạn Văn Phước, của phụ huynh Văn Phước, thì bạn anh ấy đang quan tâm tới cái ngành khoa học máy tính, thì anh muốn hỏi là mình có thể chia sẻ thêm về cái tốt nghiệp sau khi mà học đại học 3 năm, và nếu mà ảnh muốn học tiếp lên chương trình sau đại học thì việc ở lại làm việc như thế nào, rồi tổng chi phí với lại tổng chi phí một năm có bao nhiêu và xét học bổng như thế nào. Thì thông tin này chắc là nhờ chị Thanh lại nói lại. Đâu không sao có, dạ, cái là anh có cái hỏi này. Là dạ anh có hỏi là cái renewable của học bổng như thế nào và có bị thay đổi, yêu cầu bị thay đổi hàng năm hay không, và yêu cầu cho cái việc là renewable của học bổng ra sao chị? Dạ rồi, cảm ơn anh ha. Thì họ không sao, cái thông tin này, ủa mình tuyển sinh mình chỉ có bao nhiêu đó mình hát hoài luôn. Thì điều kiện đối với cái nhóm ngành computer science đó, thì sinh viên của mình các bạn vẫn học là 8 học kỳ học thuật, và mình sẽ có 5 học kỳ đi co-op bắt buộc đối với chương trình học tại UC ha. Nên thành ra là cái chương trình học của mình nó sẽ kéo dài, mình nghĩ là nó là mình thấy trên lộ trình nó là thành 5 năm. Nhưng mà trong đó là mình sẽ có 8 học kỳ học thuật và 5 học kỳ đi co-op. Thì Computer Science nó là thuộc nhóm ngành STEM, nên thành ra sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ được ở lại Mỹ 36 tháng. Về cái cơ hội học lên nữa thì thật sự ra giống như hồi nãy có chia sẻ, thì Thanh chia sẻ lại có nghĩa là các bạn sinh viên của mình á, các bạn cái tỷ lệ mà 5% các bạn mà học lên mà không đi co-op á, không đi OPT á, thì các bạn lựa chọn những trường cao hơn UC, ranking cao hơn UC, thí dụ như các bạn chọn UC Berkeley nè, hay UBand nè, hay là học ở Rochester, hay là có bạn đã có bạn từ Computer Science mà apply được thành công vào MIT và có master mà có học bổng được tới 45%, rất là giỏi, rất là tốt luôn, và sinh viên Việt Nam luôn. Thì cái đó là tùy theo lộ trình của các bạn. Tuy nhiên đối với những bạn nào muốn học lên master tại khoa engineering của UC thì đương nhiên là gà nhà mình sẽ có học bổng. Và khi đó thì các bạn sẽ điều kiểm, nếu mà khi mà các bạn muốn học lên master tại UC thì lời khuyên dành cho các bạn là các bạn phải liên hệ liền với Academic Advisor ngay từ những cái học kỳ, hai học kỳ cuối cùng của mình á, để chi, để mình làm việc với khoa. Tại vì bên khoa họ sẽ có những cái lộ trình dành cho các bạn tùy từng GPA điểm số của các bạn. Thành ví dụ như đối với các bạn mà học mà GPA mà khoảng từ 3.89 trở lên đó, thì họ có một cái chương trình combine, đó là chương trình học từ thạc sĩ lên tới tiến sĩ luôn. Và cái lộ trình học đó là trường sẽ tài trợ toàn bộ từ học bổng cho tới assistant leadership ở khoa engineering ha. Và hiện tại mình đang có hai bạn học chemical và một bạn học mechanical đã học, đang tham gia chương trình này. Và các bạn xác nhận là cái chương trình này dành cho hết tất cả sinh viên học bên khoa engineering and applied science của UC. Thì cái học bổng mà năm nay nè, là bạn đã được đó là 55.000, học phí là chỉ có 33.000 thôi, nghĩa là người ta cho luôn tiền ăn ở, và bạn sẽ theo luôn dự án cùng với giáo sư trong vòng 4 năm, và sau đó khi mà bạn ra trường, bạn được UC mời ký là một cái hợp đồng giảng dạy tại trường từ 3 đến 4 năm. Sau đó thì bạn tùy lựa chọn thôi, thì cái đó là cái option mà UC đang offer cho các bạn ha, và bạn đó đã accept cái đó. Thì Thành thấy cái đó là một cái lộ trình rất là tốt dành cho sinh viên của mình. Còn lại thì nếu mà bạn nào ra đi làm thì các bạn cứ đi làm thôi. Còn nếu mà không thì sau khi mà các bạn học Computer Science ở bậc đại học, các bạn ra trường các bạn có 3 năm OPT. Và nếu mà các bạn học lên thạc sĩ thì các bạn ra trường các bạn vẫn có tiếp 3 năm OPT. Tại vì đây là nhóm ngành STEM, nên thành ra cơ hội để các bạn ở lại làm việc là có ha. Rồi, tiếp theo nữa là anh có hỏi Thanh về cái vấn đề về học bổng á. Thì học bổng là mình sẽ offer học bổng xét chung cho tất cả các ngành và các khoa như vậy luôn. Có nghĩa là tại vì học bổng dành cho sinh viên quốc tế mà, thì mỗi khoa đương nhiên họ sẽ có học bổng riêng và có học bổng global cộng lại chung. Thì nhưng mà cái quy trình xét nó là như nhau đó, nhưng mà do là đánh giá là của từng khoa, ví dụ như đối với Computer Science đó, thì SAT thấp nhất hàng năm, nó năm 2022 SAT thấp nhất là 1.320 điểm đó, là cái thông tin họ mới cập nhật luôn, là 1.320 điểm. Ngoài ra thì renewable học bổng thì thật sự là ở UC á, nó có hai cái thứ không có thay đổi, mà hai cái thứ này cực kỳ quan trọng. Đó là thứ nhất là học phí không có thay đổi. Ví dụ như là mình guarantee học phí cho sinh viên, ví dụ như năm 22 á, các bạn vào học với mức học phí là 29.000, thì xuyên suốt thời gian các bạn học cho chương trình đó là các bạn vẫn 29.000 thôi. Học bổng thì cấp trên học phí thì trừ ra, rồi có như vậy thôi, là xuyên suốt chương trình học của các bạn 8 học kỳ.
Một cái nữa cam kết đó là học bổng không thay đổi, với điều kiện renewable là GPA 3.2 và 30 giờ công tác xã hội. Chứ không phải là trường tự nhiên à dịch quá, trường hết tiền, trường dừng học bổng lại, không có, không có chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên nếu bạn rớt GPA dưới 3.2 là bạn sẽ tự động bạn từ chối học bổng của UC. À, mọi người lưu ý dùm thôi, các bạn lưu ý dùm chị chỗ này nha. Có nghĩa là học bổng này chỉ cấp một lần đầu vào thôi. Và nếu mình GPA mình thấp hơn 3.2 là tự động mình từ chối nha, chứ trường không có từ chối mình nha, là mình tự động mình từ chối. Nên thành ra mình đừng có chia tay nhau, mình phải giữ chặt nhau cho tới khi mình tốt nghiệp đó. Thì thật sự ra nói GPA 3.2 ở Việt Nam mình quy ra 8 điểm thì mình thấy khó, nhưng mà thật sự ra cái việc học bên đó chị cảm thấy là GPA 3.2 đối với các bạn nó không quá khó, nó không quá khó ha. Rồi 30 giờ công tác xã hội thì trường sẽ có một cái hệ thống website để cho các bạn lựa chọn và để cho các bạn tham gia, và có sẽ chắc chắn là sẽ có hỗ trợ của những người cố vấn dành cho các bạn. Thành ra yên tâm, công tác xã hội mình không phải tự kiếm đâu, người ta có sẵn cho mình chỉ cần mình đăng ký mình đi thôi. Ví dụ như đơn giản giống như mình đi dọn rác là trước khi mưa ở trong trường á, họ có cái khâu mà dự báo thời tiết bên đó rất là chính xác nha. Ví dụ như họ sẽ dự báo trong ba ngày tới là những ngày nào có mưa có gì đó, mà họ post lên họ tuyển, lúc đầu mình đăng ký vô thì trước đó mình sẽ đi xuống cái văn phòng hỗ trợ, văn phòng giống như dọn dẹp vệ sinh trường á, các bạn thay bộ đồ bảo hiểm bảo hộ, cái mình đi theo họ mình gấp rác, là chỉ cần tiếng đồng hồ là mình được tính thành 2 tiếng vậy đó. Đặc biệt trong tình huống khẩn cấp thì mình 1 tiếng thì được tính thành 2 tiếng đó, mấy bạn đó nói với chị vậy. Còn không thì các bạn có thể là tham gia những cái hoạt động công tác xã hội, là chơi với trẻ mồ côi, tại vì UC có tài trợ cho rất là nhiều cái nhóm trẻ mồ côi trong thành phố, đọc sách cho người già hay là giữ thư viện thành phố, nhiều lắm, nhiều hoạt động lắm để cho các bạn tham gia và tính giờ công tác xã hội để mà duy trì học bổng. Dạ, cảm ơn chị Thanh. Câu hỏi này của bạn Trang Nguyễn thì chắc là em hỏi về IDB, đó là IDB có hỗ trợ làm hồ sơ online cho em không? Thì do là mình ở xa, nhưng mà như vậy thì chị sẽ chia sẻ với em là IDB hiện tại là ngoài 7 văn phòng trên toàn ở Việt Nam thì IDB có thêm các văn phòng về online sẽ hỗ trợ cho các em về nếu mà mình ở xa các văn phòng ở tại tỉnh mà mình ở đó, thì bên chị ở bên IDB sẽ liên hệ với các bạn và sẽ làm hồ sơ online cho các em. Thì em có thể để lại thông tin của mình và IDB sẽ liên hệ lại với em và sẽ tư vấn hết tất cả những cái hồ sơ cần chuẩn bị nè, rồi danh sách trường về ngành, rồi sau đó thì sẽ báo với các em là việc là hồ sơ cần chuẩn bị là những gì, deadline cần chuẩn bị và các công việc. Thì em yên tâm là IDB sẽ có cái dịch vụ về hỗ trợ về làm hồ sơ online cho em nhé. Và câu hỏi ở trên nữa là em hỏi là UC cái học bổng cao nhất là bao nhiêu, thì như chị Thanh có chia sẻ đó là học bổng cao nhất là 100% dành cho trên cái mức học phí của trường là 28.000 em ha. Rồi chị Thanh câu hỏi tiếp theo là bạn có hỏi là nếu mà bạn đi theo diện transfer thì có còn IELTS 6.5 không ạ? Và OPT sau khi tốt nghiệp ngành Medical Lab thì có dễ tìm việc ở Mỹ không ạ? Thật sự ra là nếu mà bạn đi theo diện transfer, mà nếu mà bạn transfer out bên ngoài nước Mỹ á, là bạn vẫn phải có IELTS 6.5 nha. Kể cả ví dụ như bạn học bên Anh cũng vậy, không phải có IELTS 6.5. Cái đó là điều kiện chung thôi các bạn, chứ không phải là UC làm khó các bạn. Bên cạnh đó là cái việc là các bạn transfer là các bạn phải đánh giá bảng điểm. Còn nếu mà các bạn transfer từ các cái trường mà hệ thống ở trong nước Mỹ á, thì tùy ha. Ví dụ như các bạn transfer từ hệ thống các trường community college thì các bạn học xong 2 năm các bạn transfer vào thì không cần tiếng Anh. Hoặc là các bạn học một trường đại học ở Mỹ nào đó mà các bạn muốn transfer vô thì các bạn phải hoàn tất ít nhất là 24 credit. Đó thì các bạn mới được transfer vào UC. Đó, cái đó là điều kiện chung như vậy. Còn cái cơ hội nghề nghiệp sau khi các bạn tốt nghiệp á, về cái ngành medical lab á, thì như chị có nói là cái cơ hội mà mình sẽ mở rộng cơ hội hơn khi mà mình có tham gia chương trình co-op. Thì bên Medical Lab mình có 1 năm co-op thì nó sẽ tăng cơ hội mà để mà tìm việc làm cho mình. Thì sau khi bạn tốt nghiệp bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội việc làm ở Mỹ thôi. Đó. Thì đối với UC thì cái cơ hội này là có, nhưng mà còn ví dụ chị nói là chắc chắn thì làm sao chị chắc chắn được. Cái đó nó tùy vào năng lực của từng bạn. Mình không thể trả lời chắc chắn được. Nhưng mà cơ hội cho các bạn là có. Ha.
Rồi, ok em. Hiện tại là em thấy là hết câu hỏi cho mình đó chị Thanh. Thì dạ nếu mà em mời chị Khoa sẽ kết thúc cái chương trình ha chị ha. Em cảm ơn chị Thanh. Em cảm ơn chị. Các bạn xong cho chị hỏi thăm là các bạn ở đây mình đã có gửi thông tin cho bên mình chưa? Để lỡ các bạn nào mà apply thì mình chị còn lấy được cái miễn phí application. Em thấy em thấy là mấy bạn gửi thông tin, có gửi thông tin đó chị. Okay. Rồi bên IDP sẽ tập hợp và gửi lại cho chị sớm nhất. Ok ha. Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Thanh và của phần hỗ trợ của bạn An Huỳnh ạ. Và thời lượng của buổi hội thảo hôm nay cũng đã kết thúc. Hiện tại thì phần câu hỏi của các bạn cũng không còn nhiều câu hỏi nữa. Thì nếu các bạn có những thắc mắc hoặc những câu hỏi gì thêm sau chương trình này thì các bạn có thể liên hệ lại các chuyên viên tư vấn của IDP, hoặc là chúng ta có thể cần hỗ trợ gấp thì chúng ta có thể gọi điện đến hotline 1900 6955. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia buổi hội thảo hôm nay rất nhiều ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày chúc chủ nhật thật là vui. Rồi, cảm ơn các bạn bên IDP nha. Xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh ạ.